Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 53. Vẫn là tiểu thư nhà bọn họ tinh mắt, trong Sơn Hải giới quả thật có một số người trời sinh đã không tầm thường, giống như Dương Bách Xuyên lúc này, có thể điều khiển một loại lực lượng cường đại nào đó, hoặc là có thể vượt cấp để giết địch. Hiện tại, trong mắt 6 người hộ vệ của Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên chính là người như vậy. Khi mấy người họ còn đang ngây người, hai con chim được cấp bậc đại viên mãn đã kêu to dương rộng đôi cánh, phun ra hai tia lôi điện to như cánh tay bổ thẳng tới. Răng rắc ầm ầm, đòn công kích của hai con chim lôi cấp bậc kim đan đại viên mãn đương nhiên không phải loại chim lôi bình thường có thể so sánh, lôi điện được phun ra có khí thế bức người. Điều này khiến Diệp Vô Tâm biến sắc, trong tay cầm roi thiên diệp xanh biếc, nàng lắc mình sóng vai cùng Dương Bách Xuyên. Để ta tới, đã nói phải bảo vệ cho ngươi, xem thực lực của ta đây. Đối mặt với lôi điện mà chim lôi phun tới, Dương Bách Xuyên mặt không đổi sắc nói với Diệp Vô Tâm. Vạn vật trên thế gian trời sinh đã sợ sức mạnh lôi điện, từ sâu trong tư tưởng bọn họ đã thua một bậc, chứ đừng nói là chống lại. Tu vi của Diệp Vô Tâm mạnh hơn hắn, nhưng nàng cũng không chắc có thể chống lại được sức mạnh của lôi điện, trong lòng nàng rất cảm động. Người nào đó họ Dương vẫn đang khoe khoang trước mặt Diệp ma nữ. Dù sao thì trong mắt của hắn, lực lượng lôi điện của hai con chim lôi này không cường đại như lôi điện mà hắn đã chịu khi độ kim đan thiên kiếp. Người khác sợ sức mạnh lôi điện, duy chỉ có thuật khống lôi của hắn là một ngoại lệ. Trong ba pháp thuật mà lão đầu tùy ý truyền dạy cho hắn, pháp thuật công kích duy nhất thuật khống lôi, hiện tại kỳ thật không hề tầm thường chút nào, đây cũng không phải là một pháp thuật nhỏ. Theo như cách nói của lão đầu thì đây chỉ là một pháp thuật còn con, nhưng nghĩ kỹ lại. Pháp thuật khống chế được lôi điện có thể nhỏ hay sao? Vì thế nên Dương Bách Xuyên rất có lòng tin, mà Diệp Vô Tâm nghe thấy Dương Bách Xuyên nói như vậy thì sửng sốt, trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời, nàng đang định nói gì đó với Dương Bách Xuyên thì hắn đã bay ra ngoài. Dương Bách Xuyên đối mặt với hai tia sét cường đại đang lao tới, hắn hử lạnh một tiếng. Thay vì lùi bước, hắn sử dụng thuật khống lôi tiến về phía trước. Ầm ầm chớp mắt, hai tia lôi điện đánh lên người Dương Bách Xuyên. Cách đó không xa, Diệp Vô Tâm hét lên. Dương Bách Xuyên nàng trơ mắt nhìn hai tia lôi điện nhanh chóng giáng xuống người Dương Bách Xuyên, trong lòng bị dọa sợ. Đừng lo, chút lôi điện này không đả thương ta được. Ngay lúc Diệp Vô Tâm đang muốn xông lên, bên tai nàng vang lên giọng của Dương Bách Xuyên. Trước mắt nàng, chỉ thấy Dương Bách Xuyên hừ lạnh đối mặt với hai tia lôi điện, kiếm đổ long bổ thẳng xuống. Hai tia lôi điện giống như bị Dương Bách Xuyên cưỡng chế hấp thu, tiếp đó lôi điện đang vờn quanh tay hắn chém ngược lại về phía hai con chim lôi. Lôi điện màu tím trắng quấn quanh thân kiếm đồ long, một kiếm này mang theo chân khí và huyền huyễn kiếm khí, cộng thêm lôi điện, đương nhiên uy lực của nó không hề tầm thường. Ầm chiêm chiếp một kiếm rung trời chém ngang hai con chim lôi, phát ra tiếng nổ cực lớn. Đồng thời, đi kèm với đó là tiếng thét thảm thiết chói tai của bọn chúng. Kiếm này của Dương Bách Xuyên xem như là sức mạnh nền tảng của bản thân hắn, đem uy lực của lôi điện trực tiếp trả lại cho chim lôi. Có điều sức mạnh lôi điện lại không giống nhau. Trong cơ thể Dương Bách Xuyên là lôi điện còn sót lại lúc độ thiên kiếp, lực lượng âm dương bá đạo vô cùng, lôi điện hấp thu của chim lôi đã được luyện hóa, uy lực càng thêm cường đại. Hơn nữa đối với chim lôi mà nói, hẳn là bọn chúng cũng không ngờ có một ngày bản thân lại bị lôi điện công kích. Vì thế, một kiếm nhanh như chớp bổ ngang lên người hai con chim lôi, chém bọn chúng thành bốn mảnh, rơi xuống đất. Lúc này, Dương Bách Xuyên mặc giáp nhật nguyệt càn khôn, tay cầm thanh kiếm đổ long. Lôi điện vần quanh người, trôi lơ lửng ở trên không. Trông hắn như một chiến thần hạ phàm. Sau khi một kiếm chém chết hai chim lôi cấp bậc đại viên mãn, lòng tin của hắn lại tăng gấp trăm lần. Đi tới cạnh đám người Diệp Vô Tâm, lần nữa hắn vung kiếm đổ long trên tay, bắt đầu quét về chim phong lôi ở bốn phía, mở đường cho tất cả mọi người. Không cần tới đám người Diệp Vô Tâm ra tay, Dương Bách Xuyên cầm kiếm quét ngang, lôi điện chi lực giống như sự giúp đỡ của thần. Giết sạch đám chim phong lôi xung quanh, bọn chúng rơi xuống như sủi cảo, xương máu bay đầy trời. Các ngươi đi trước. Sau khi quét sạch chim phong lôi, Dương Bách Xuyên nói với đám người Diệp Vô Tâm, ra hiệu cho bọn họ rời khỏi khu vực nguy hiểm trước. Ngươi, cẩn thận. Sau một hồi kinh ngạc, Diệp Vô Tâm dặn dò một tiếng. Dương thành chủ cẩn thận. Lão Tần cũng tiếp lời. Mấy người họ sau khi chứng kiến sức mạnh lôi điện của Dương Bách Xuyên, bọn họ cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. A Dương thành chủ cứu mạng. Ngay sau khi đám người Diệp Vô Tâm an toàn rời đi, từ xa truyền tới một tiếng kêu cứu. Quay đầu nhìn,
Dương Bách Xuyên thấy cách đó hơn 30 mét có 3 người bị thương, đang khổ sở kêu cứu với hắn. Lúc này, người có thể gọi tên Dương Thành Chủ, chắc chắn đã từng gặp qua hắn, là người của Thành Tán Tu. Này cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Dương Bách Xuyên thở dài một tiếng, hắn quả thật không phải loại thấy người mà không cứu, hơn nữa người ta đã mở lời rồi, không cứu mà được sao, vả lại lúc này hắn đúng là có năng lực giúp đỡ. Cứu được thì cứu thôi, dù sao thì cũng là người sống sờ sờ, hơn nữa đa số là người già ở Thành Tán Tu, đâu thể nhìn thấy không cứu mà rời đi được, như vậy thì sau này hắn đừng nghĩ đến chuyện củng cố lòng tin. Hắn nghiêng mình, liều chết xông tới, những người thoát ra khỏi phi thuyền đã chết gần hết, cứu được người nào thì hay người đó, xem như là tích đức cho bản thân vậy. Đám người Diệp Vô Tâm vừa phi xuống một ngọn núi ở phía dưới, quay đầu nhìn lại đã thấy Dương Bách Xuyên lại vọt vào sâu bên trong vòng vây chim phong lôi. Khốn kiếp, đúng là không muốn sống, còn yêu vương biến dị kia vẫn còn ở đó. Diệp Vô Tâm dậm chân. Dương Thành Chủ đại nghĩa không phải thế sao, mấy ngày nay làm phiền Dương Thành Chủ rồi. Đúng vậy, quay về phải cảm tạ hắn thật tốt, đương nhiên chúng ta không thể quên ơn cứu giúp của Dương Thành Chủ rồi. Mấy người nói chuyện ở phía sau chính là đám mà Dương Bách Xuyên mạo hiểm cứu ra, cũng là người đi cùng với Lão Tần. Lão Tần nghe bọn họ nói như vậy, tức giận hừ lạnh nói, đúng là nói mà không biết xấu hổ, các người đều là lũ bất nhân bất nghĩa, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Dương Thành Chủ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, sao không đi giúp đi. Chỉ lo chạy trối chết, mấy lão già còn không bằng một nữ tử, từ nay về sau lão phu đoạn tuyệt tình nghĩa với các ngươi, xấu hổ vì làm bạn với mấy người, đúng là mất thể diện, lại còn có mặt mũi mà nhắc tới đại nghĩa, ta nhổ Lão Tần tính tình ngay thẳng, lão mở miệng liền chửi mắng. Điều này khiến cho vẻ mặt của mấy người đỏ bừng, nhưng lại không dám bác bỏ lấy một câu. Diệp Vô Tâm lại nhìn Lão Tần bằng ánh mắt tán thưởng, Tần lão trượng nghĩa, tiểu nữ kính phục, sau ngày cần giúp đỡ có thể tới Thương hội Thiên Diệp tìm ta. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, phía chân trời vang lên một tiếng giống giận. Giống, Ninh thúc thúc, Diệp Vô Tâm nhìn qua, nàng phát hiện Diệp Ninh đang bị tổn hại trong lúc tranh đấu với yêu vương biến dị, bị thương nặng bởi đòn tấn công của yêu vương. Rơi thẳng từ trên không trung xuống. Diệp Ninh là cao thủ nguyên anh sơ kỳ, nhưng cuối cùng thì vẫn suy yếu khi đối mặt với yêu vương phong lôi biến bị. Điều này khiến Diệp Vô Tâm hoảng sợ, nàng vội vàng dẫn theo thuộc hạ chạy tới chỗ Diệp Ninh, trong lòng thầm cầu khẩn rằng ông không có chuyện gì. Có điều cách đó xa xa, Diệp Ninh đã bị đâm thủng một lỗ trên ngực, cho dù không chết thì cũng là trọng thương. Vốn dĩ còn lo lắng yêu vương phong lôi biến dị đuổi theo. Nhưng ngẩng đầu lên lại thấy yêu vương bay về phía Dương Bách Xuyên, lần này trái tim của Diệp Vô Tâm cũng treo lên. Cắn răng giống như đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, nàng nói với mấy tên hộ vệ bên cạnh, Tiểu Trúc, các ngươi mang Ninh thúc thúc tới trấn biên quan trước, ta đi cứu Dương Bách Xuyên, chúng ta hẹn gặp nhau ở trấn biên quan. Trấn biên quan mà Diệp Vô Tâm nhắc tới chính là một trấn nhỏ cách núi La Phù không xa, nằm ở ranh giới của Nam Sơn, bởi vậy mới gọi là trấn biên quan. Tiểu thư, Tiểu Trúc cực kỳ hoảng sợ, tiểu thư muốn đi cứu Dương Bách Xuyên cũng có nghĩa là phải đối đầu với yêu vương biến dị, như vậy thì làm sao mà bọn họ có thể yên tâm được. Có điều lại bị Diệp Vô Tâm cắt lời nói, nghe lời, đi mau, Ninh Thúc là luyện khí sư của Thương hội Thiên Diệp, Thúc ấy không thể xảy ra chuyện gì được, trên người ta còn có bùa chú mà lão tổ tông ban cho, ta sẽ không sao đâu. Chờ đấu xong với yêu thú biến dị, chúng ta hẹn gặp ở trấn biên quan. Được rồi, tiểu thư người phải cẩn thận đấy. Tiểu Trúc hiểu rõ tính tình của tiểu thư nhà mình, nàng cũng chỉ đành đáp ứng, dẫn theo 5 người chạy thẳng tới chỗ Diệp Ninh rơi xuống. Diệp Vô Tâm cầm trong tay roi thiên diệp, tay kia duỗi ra 2 miếng ngọc, đây chính là bùa chú thần hồn do đích tay lão tổ tông nhà nàng luyện chế, còn lại là phù xuyên không được lão tổ tông đoạt được từ trong một di tích thượng cổ, tổng cộng có 3 tấm, tấm này đưa cho nàng dùng để bảo vệ tính mạng. Từ trước đến nay Diệp Vô Tâm vẫn không nỡ dùng. Phù thần hồn là lực công kích thần hồn của lão tổ, mà phù xuyên không là vật dùng để bỏ chạy, sau khi sử dụng thì có thể chạy xa ngoài 10 dặm chỉ trong nháy mắt, vô cùng hiếm có. Diệp gia thân là cầm đầu thương hội ở Sơn Hải giới, thứ mà bọn họ dựa vào không đơn giản chỉ là nguồn tài nguyên của cải và thế lực hùng hậu, phần nửa là nhờ có lão tổ tông của Diệp gia, một cường giả đã sống hơn 1.000 năm. Là một trong những nhân vật lớn nhất ở Sơn Hải giới, những phù chú do đích thân ông luyện chế ra là vô giá. Khốn kiếp,
chỉ mong ngươi đừng để bổn cô nương phải lãng phí hai tấm phù chú, đây là khoản nợ lớn, nhất định phải tính cho Dương Bách Xuyên ngươi, xem ngươi trả cho ta như thế nào. Diệp Vô Tâm lẩm bẩm rồi bay đến gần Dương Bách Xuyên. Chấm chấm chấm. Trước đó, Dương Bách Xuyên cầm trong tay kiếm đồ long, thôi động lôi điện chi lực chém đám chim phong lôi kêu gào thảm thiết, hắn trực tiếp hấp thụ lôi điện của chim lôi, đơn giản mà nói giống như cá gặp nước, những công kích khác đều bị giáp nhật nguyệt càn khôn cản lại, vì thế Dương Bách Xuyên trở thành sát thần xuyên giữa bầy chim phong lôi. Quả thật là có loại hào khí thần chắn giết thần ma chắn giết ma, thành công giải cứu được hơn 7-80 người. Khoảnh khắc hắn nghe được tiếng kêu thảm của Diệp Ninh, nhìn thấy Diệp Ninh bị yêu vương biến bị làm cho bị thương nặng rơi xuống đất, trong lòng hắn vội vàng muốn đi cứu Diệp Ninh. Ai mà biết vừa chuẩn bị di chuyển thì trên người hắn đã xuất hiện một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Thân là tu chân giả, đương nhiên hắn hiểu loại cảm giác này là gì, hắn bị kẻ địch cường đại phong tỏa khí tức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn lại phát hiện kẻ cố định hắn chính là yêu vương phong lôi. Dương Bách Xuyên bị yêu vương khóa lại khiến hắn dựng cả lông tơ, hắn biết thứ xúc sinh này đã nhắm tới hắn, chuyện này đúng là không hay chút nào. Hắn quả thật là có thuật khống lôi, nhưng phải xem kẻ địch là ai, nếu chống lại yêu vương biến dị, đáy lòng hắn một chút tự tin cũng không có. Yêu vương có thể đánh bại cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ như Diệp Ninh, điều này đủ để chứng minh thực lực của yêu vương không hề thua kém Nguyên Anh sơ kỳ. Trước đó, hắn đã chứng kiến tốc độ bay của yêu vương, quả thực có thể sánh vai với chỉ xích thiên nhai công của hắn, đáng tiếc ưu thế của chỉ xích thiên nhai công ở trên đất liền, mà yêu vương lại có sải cánh dài, bay trên bầu trời nhanh như vậy. Đây chính là lợi thế trời sinh của nó. Ngay cả tốc độ cũng không có tự tin để ứng chiến. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên bắt đầu do dự có nên bỏ chạy hay không, về phần Diệp Ninh vừa rơi xuống, ông ta là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, chỉ cần đan diền không phá thì Nguyên Anh bất diệt, không chết được, cùng lắm thì chỉ trọng thương mà thôi, hơn nữa còn có Diệp Vô Tâm đang ở phía dưới. Vì thế, Dương Bách Xuyên phi thân muốn chạy, không chút do dự. Đối mặt với yêu vương biến dị, hắn không có tự tin đánh thắng. Giống. Dương Bách Xuyên vừa bay cách đó mấy trăm mét, sau lưng hắn vang lên tiếng giống giận dữ của yêu vương, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ của yêu vương, nghe thấy tiếng của nó đã gần trong gang tấc, không kịp suy nghĩ nhiều, Dương Bách Xuyên xoay người dốc toàn lực chém ra một kiếm. Thanh kiếm bật ngược trở lại, giống như là chém phải một vật gì đó cứng như thép. Dương Bách Xuyên phát hiện một kiếm này của mình chém vào móng vuốt đang giơ lên của yêu vương biến dị. Loại công kích lẫn nhau này, liều mạng chính là thực lực của bản thân, ai mạnh ai yếu chỉ cần một chiêu là rõ kết quả, căn bản không thể dựa vào may mắn. Trong phút chốc, cánh tay Dương Bách Xuyên tê dại, một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua kiếm đồ long, dọc theo cánh tay đánh thẳng lên người hắn. Phụt! Phun ra một ngụm máu, thân thể lập tức mất thăng bằng ngã xuống. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như xáo trộn lên, lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng khổ sở, không ngờ thực lực của yêu vương biến dị lại lợi hại như vậy, một kiếm dốc toàn lực này của hắn đã dùng tới cả lôi điện chi lực trong cơ thể, nhưng bổ xuống người con thú vật này lại không hề có chút mảy may nào, nó chỉ cần giơ móng vuốt lên là có thể giải trừ, còn hại hắn bị thương nặng. Ngay sau đó, một màn khiến hắn kinh sợ xuất hiện, trong lúc rơi xuống, yêu vương biến dị cũng theo sát phía sau lao về phía hắn, chiếc sừng trên đầu nó lóe lên ánh sáng, lôi điện màu trắng tím đang vần quanh, gió ở xung quanh cũng hình thành lốc xoáy, đây là dấu hiệu cho một cuộc tấn công bằng sức mạnh siêu nhiên bẩm sinh. Thứ xúc sinh này muốn mạng nhỏ của anh đây mà trong lòng Dương Bách Xuyên thầm kêu rên. Một kích trên sừng của yêu vương phong lôi biến dị giáng xuống, Dương Bách Xuyên không biết mình có thể toàn thây hay không. Lúc trước con thú xúc sinh cũng dùng đòn công kích này để phá vỡ thuyền phi hành của Diệp Ninh, dẫn đến kết quả là 5-600 người chạy tán loạn, 8 phần 10 người chết trong vòng vây công kích của chim phong lôi. Mắt thấy yêu vương phong lôi chuẩn bị xuất ra đại chiêu, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị gọi sư phụ tiếp viện, đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khác khiến trái tim hắn đập thình thịch. Khóe mắt liếc thấy một tấm phủ vèo một cái bay về phía yêu vương biến dị. Giữa khí tức cường đại, trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, hắn cảm giác được sức mạnh thần hồn, lần đầu tiên Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng của thần hồn lại mạnh tới như vậy.
hơn nữa còn phong ấn trong đòn công kích của Ngọc Phù. Chỉ thấy Ngọc Phù bay tới cách Yêu Vương 3 mét, bên tai hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo, nổ. Nhất thời, Ngọc Phù nổ tung, một làn sóng vô hình được tuôn ra, chui thẳng vào trong cơ thể Yêu Vương. Giống Yêu Vương giống như bị đau, lập tức thét lên một tiếng kêu đầy thảm thiết, lôi điện và phong đao đang xoáy quanh chiếc sừng cũng dần tiêu tan, thân thể to lớn không ngừng run rẩy. Lúc này Diệp Vô Tâm xuất hiện ở bên cạnh, đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của Dương Bách Xuyên, đi mau, phù thần hồn không giữ chân thứ xúc sinh này được lâu. Dương Bách Xuyên không ngờ trong thời khắc mấu chốt, người cứu hắn lại là Diệp Ma Nữ, đây đã là lần thứ ba rồi. Lần thứ nhất là lúc hắn bị Cao Thành Thiên tấn công ở thành Tán Tu, nàng đã giúp đỡ chống lại hắn ta. Lần thứ hai là vừa rồi cứu lão Tần, hiện tại lần thứ ba là khi hắn sắp chết. Phần thiếu nợ ân tình này cũng quá lớn rồi, Dương Bách Xuyên thầm thở dài. Hắn còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị Diệp Vô Tâm nắm lấy, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một tấm ngọc phù nói, đừng phản kháng, đây là phù xuyên không, có thể giúp chúng ta xuất hiện ngoài 10 dặm chỉ trong nháy mắt. Dứt lời, Diệp Vô Tâm bắt đầu sử dụng ngọc phù. Ngay lập tức ngọc phù lóe lên, phát ra một tia sáng chói mắt, theo bản năng Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại, sau đó hắn cảm nhận được một hồi trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, cảm giác mặt đất ngay dưới chân mình, bên tai cũng vang lên tiếng của Diệp Vô Tâm, được rồi, vừa vặn 10 dặm, chúng ta mới chỉ tạm thời thoát khỏi Yêu Vương Phong Lôi, hy vọng nó không đuổi theo nữa, nếu còn theo thì ta cũng hết phù xuyên không để dùng rồi. Lúc này, Dương Bách Xuyên thật sự đã bị chấn động, hắn rất ngạc nhiên khi nghe Diệp Vô Tâm nói tới phù xuyên không, chỉ trong thời gian nháy mắt đã chạy xa 10 dặm, đây quả thật là thần phù. Chúng ta thật sự đã chạy khỏi đó 10 dặm sao? Dương Bách Xuyên ngây người hỏi. Mặc dù đã đứng trên đỉnh núi, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, không nhìn thấy chim phong lôi đâu nữa, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có chút không dám tin tưởng. Nói thừa, phù xuyên không vừa sử dụng là phù chú thượng cổ mà lão tổ tông nhà ta đã lấy được từ hiểm địa. Tổng cộng có 3 tấm, đây là tấm dùng để bảo vệ tính mạng cho bổn cô nương, mười mấy năm nay vẫn không nỡ sử dụng, hôm nay vì cứu tên tiểu tử nhà ngươi, bổn cô nương đây mất cả vốn rồi có biết không? Diệp Vô Tâm nói một cách kích động. Trong lòng Dương Bách Xuyên như có dòng nước ấm chảy qua, hắn biết Diệp Ma Nữ không hề mạnh miệng, đây đều là những lời thật lòng. Bỗng dưng hắn hỏi, vì sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy? Ta, Diệp Vô Tâm đỏ mặt, cũng không biết nên trả lời thế nào, bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm nàng có chút phát cáu, sau đó cố ý trừng mắt nói, ngươi là tay sai của ta, sao ta có thể không quản? Không được, lần này ngươi làm mất nhiều vốn của bổn cô nương như vậy, thời gian 9 tháng cũng không đủ, ta phải kéo dài thời hạn cho ngươi, Dương Đại Công Tử ngươi tự nói đi. Ngươi bán mình cho ta bao nhiêu lâu thì hợp lý? Nhìn Diệp Vô Tâm, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy rất phức tạp, hắn cũng nghĩ tới những người phụ nữ của mình ở trái đất, nhưng đối mặt với một người có vẻ tinh quái, tính tình tùy hứng như tiểu ma đầu như Diệp Vô Tâm, nàng đã 3 lần 4 lượt cứu giúp. Hắn thật sự không biết mình có trả được nhân tình lớn như vậy hay không. Trầm mặc mấy giây, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi chính trọng nói, ta bán cả đời này làm tay sai cho ngươi, ngươi có dám nhận không? Diệp Vô Tâm thấy bộ dạng nghiêm túc của Dương Bách Xuyên, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, không hiểu sao trái tim nàng lại đập nhanh hơn, có điều nghe thấy Dương Bách Xuyên nói như vậy, nàng trả lời theo bản năng có gì mà không dám. Cứ quyết định như vậy nhé, từ nay về sau ngươi làm tay sai cho bổn cô nương đây cả đời. Quyết không nuốt lời. Dương Bách Xuyên mỉm cười, Diệp Vô Tâm cũng cười theo. Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ có bọn họ mới hiểu. Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, Diệp Vô Tâm nói, chúng ta đi thôi, vẫn nên cẩn thận yêu thú biến dị, nhất là chim phong lôi, loại yêu thú này vốn dĩ đã có thiên phú tốc độ, mượn sức mạnh của gió để ngao du thiên địa, chim phong lôi vương sau khi biến dị có lẽ tốc độ của nó còn kinh khủng hơn, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây sớm thì hơn, khoảng cách 10 dặm cũng không phải là quá xa, ta đã hẹn với đám tiểu trúc sẽ hẹn nhau ở trấn biên quan. Dương Bách Xuyên gật đầu. Hắn biết Diệp Vô Tâm nói không sai, khoảng cách chỉ 10 dặm mà thôi, đối với yêu thú có tốc độ bay cường đại mà nói thì quả thật là không hề xa. Nếu như Yêu Vương Phong Lôi đuổi tới đây, Diệp Vô Tâm cũng không còn tấm bùa thứ hai để dùng nữa. Hai người phi thân lên, chuẩn bị bay xuống khỏi đỉnh núi để đi bộ,
ngự kiếm phi hành trên không trung sẽ rất dễ trở thành mục tiêu lớn. Chính vào lúc hai người phi thân lên, một tiếng vang như xé thủng bầu trời. Giống. Lúc này, sắc mặt của Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đều thay đổi. Tiếng giống này rất quen thuộc, đây không phải là tiếng của yêu vương phong lôi vừa nãy sao? Ngẩng đầu nhìn, bọn họ trông thấy cách đó mất trăm mét, một đốm trắng lao như tia chớp tới. Chính là yêu vương phong lôi biến dị. Mẹ kiếp, thứ xúc vật này muốn đuổi chết chúng ta, đúng là âm hồn không tan. Dương Bách Xuyên rên rỉ. Diệp Vô Tâm tức giận, đều tại cái miệng quá đen của ngươi, ngây ra đó làm gì, mau chạy thôi, chui xuống rừng rậm phía dưới. Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã bay nhanh xuống chân núi, Diệp Vô Tâm nhìn rõ phương hướng, bắt đầu chạy như điên. Có điều, trong mắt của Dương Bách Xuyên, chỉ dựa vào loại tốc độ của Diệp Vô Tâm thì hai người chỉ có thể chờ chết, mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng cũng không thể so với chỉ xích thiên nhai công của hắn được. Ở trên đất liền, Dương Bách Xuyên vẫn có tự tin chỉ xích thiên nhai công của hắn có thể ganh thua tốc độ với yêu vương biến dị. Khẽ lắc mình, nhanh như tia chớp hắn đã xuất hiện tới trước người Diệp Vô Tâm, ngươi chạy như vậy không được, leo lên ta cõng ngươi, nhanh. Diệp Vô Tâm bỗng nhiên đụng đầu vào Dương Bách Xuyên ở phía trước, nghe hắn nói như vậy nàng kêu to theo bản năng, ngươi cõng ta. Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai từng cõng nàng, đặc biệt là người khác phái. Bà cô của ta ơi, đừng lèo nhèo nữa, con thú vật kia sắp đuổi tới nơi rồi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên đưa tay túm lấy Diệp Vô Tâm còn đang ngơ ngác kéo lên lưng hắn, dưới chân khẽ động, vù, một tiếng đã vọt sâu vào trong rừng rậm. Diệp Vô Tâm bị Dương Bách Xuyên kéo lên lưng một cách thô bạo, nàng rất tức giận, đang định lên tiếng chửi thì phát hiện, cảnh vật trước mắt đều trôi qua một cách mơ hồ, điều này khiến nàng nuốt ngược lời chửi mắng trở về. Cảnh vật mơ hồ chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính cảnh vật sau khi tốc độ nhanh tới một mức nhất định. Nằm trên lưng Dương Bách Xuyên, Diệp Vô Tâm cảm nhận được tốc độ bước chân của hắn, trong lòng nàng có chút ngạc nhiên. Đây là thân pháp thần thông đúng không? Diệp Vô Tâm lẩm bẩm. Nàng tin chắc đây là phép thần thông nào đó của Dương Bách Xuyên, nếu không thì chỉ với một tu chân giả bình thường, cho dù là Ninh Thúc Thúc cũng không đạt được tốc độ như vậy, có thể so với tia chớp. Nếu như hắn không cõng mình, tốc độ sẽ càng nhanh hơn nhỉ. Trong lúc tâm tư của Diệp Vô Tâm đang bay loạn, yêu vương phong lôi biến dị đã thét dài một tiếng chói tai, giống. Nghe tiếng có vẻ như chỉ còn cách họ 200 mét. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy cũng sửng sốt, hắn vẫn nghi ngờ về tốc độ của yêu vương biến dị, xem bộ dáng này sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Trong đầu không ngừng nghĩ kế sách đối phó, mặc dù chỉ xích thiên nhai công của hắn có tốc độ rất nhanh, nhưng trên lưng hắn còn cõng theo Diệp Vô Tâm, dù sao thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được. Dưới chân hắn không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Trong lúc chạy điên cuồng, Dương Bách Xuyên nghĩ một lượt, nhưng hiện tại hắn thực sự không thể nghĩ ra cách nào để thoát khỏi sự truy đuổi của yêu vương. Đáng tiếc là chỉ xích thiên nhai công mới dừng lại ở tầng thứ 2 tia chớp, nếu như có thể tiến vào tầng thứ 3 thì may ra có khả năng bỏ xa nó. Đáng tiếc, cho dù bây giờ muốn tu luyện cũng không kịp nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là chạy trong rừng rậm, hy vọng có thể che đi tầm nhìn của yêu vương phong lôi biến dị. Nhưng qua một lúc, Dương Bách Xuyên chợt nhận ra bản thân căng thẳng tới mức ngu luôn, yêu thú cũng có linh thức. Cho dù hắn chui vào trong hốc cây thì linh thức của bọn chúng cũng có thể phát hiện ra. Vì thế nên yêu vương phong lôi biến dị mới theo sát sau lưng hai người họ, hơn nữa khoảng cách đã được rút ngắn hơn. Giống. Răng rắc. Khi khoảng cách với hai người chỉ còn lại 50 mét, yêu vương biến dị cuối cùng cũng xuất chiếu, nó giống giận dáng một tia phong lôi từ không trung xuống. A à, chạy mau, Diệp Vô Tâm bị dọa sợ hét lên. Trong linh thức, Dương Bách Xuyên vẫn luôn quan sát động tĩnh của yêu vương phong lôi, đương nhiên hắn cũng phát hiện ra đòn công kích bổ xuống. Hít sâu một hơi, hắn nhảy vọt về phía trước. Rắc! Ngay lúc hắn cõng Diệp Vô Tâm nhảy vọt lên, đòn công kích của yêu vương biến dị đã đánh trúng vào một cây đại thụ phía sau lưng bọn họ, một cây cổ thụ chọc trời, gốc cây ba người ôm không xuể, bỗng nhiên sụp đổ rồi bốc cháy. Cả vùng đất cũng xuất hiện một hố sâu to lớn. Phù!
Trán Dương Bách Xuyên toát cả mồ hôi, cũng xem như trốn khỏi một kiếp. Nguy hiểm thật. Vào lúc này, Diệp Vô Tâm đột nhiên cất lời, người bỏ ta xuống đi. Dương Bách Xuyên sững người, hắn lập tức hiểu ý của Diệp Vô Tâm, có lẽ nàng cho rằng vì cõng nàng trên lưng nên hắn mới chạy không nổi. Hắn hử lạnh một tiếng, giơ tay lên cao, không chút khách khí vỗ một cái lên mông của Diệp Vô Tâm rồi nói, ngoan ngoãn giữ chặt lấy ta là được rồi, bảo ta thả ngươi xuống cho ngươi tự chạy. Dương Bách Xuyên ta không làm được việc đó, quẳng một nữ nhân để chạy một mình. Diệp Vô Tâm bị Dương Bách Xuyên vỗ lên mông, cả người nàng run rẩy, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn, cũng không hiểu vì sao sau khi nghe được lời nói mang theo tức giận của Dương Bách Xuyên, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy trong lòng hình như có một két, giống như tiếng cánh cửa đang mở ra, cánh cửa có thể khiến người ta rung động. Qua một lúc, Diệp Vô Tâm bình tĩnh lại cảm xúc đang hỗn loạn, nàng nghiêm túc nói, ngươi thả ta xuống đi, nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì hai chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó một người cũng đừng mong chạy thoát, người có thân pháp thần thông, nếu không có ta thì ngươi sẽ chạy thoát được. Bộp. Dương Bách Xuyên lại vỗ lên mông cô, lần này hắn ra tay còn ác hơn, giọng nói đầy tức giận, ngươi cầm miệng cho lão tử, ngươi muốn ta thiếu nợ ngươi suốt đời đúng không? Muốn chết thì cùng nhau chết, đã nói rồi, ca đây thần thông quảng đại, còn chưa tới mức quảng nữ nhân để chạy. A. À. Lần này bị Dương Bách Xuyên vỗ lên mông. Diệp Vô Tâm đau tới kêu ra tiếng, mặc dù là rất đau nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào, xem ra nàng cứu Dương Bách Xuyên ba lần là không hề nhìn sai người. Giống giống. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng giống của yêu vương biến dị, khoảng cách giữa bọn họ đã rút ngắn chỉ còn 30 mét. Cuối cùng, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng hô to, lão đầu chết tiệt, làm thế nào bây giờ? Lần trước hắn đã từng nói. Từ nay về sau sẽ không tùy tiện dựa hơi sư phụ nữa, nhưng hiện tại hắn còn cõng một Diệp Vô Tâm trên lưng, không gọi sư phụ cứu giúp là không thể. Ha ha, vi sư còn tưởng thằng nhóc con khí phách lắm, nhanh như vậy đã sợ rồi à? Vân Thiên Tà vừa mở miệng đã lăng mạ Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên sớm đã quen với việc này, hắn trợn trắng mắt nói, lúc trước khác, bây giờ khác có được không? Bây giờ con là hai người đó, người mau nghĩ biện pháp đi. Đừng có mắng con nữa, con xúc sinh ở phía sau sắp đuổi kịp rồi. Thằng nhóc thối, con có bao giờ chịu động não đâu, không phải chỉ là yêu thú biến dị cấp 4 thôi sao? Bàn về tốc độ, cho dù con có chạy mệt chết cũng không bằng nó, chứ đừng nói tới trên lưng còn cõng theo một người. Dừng lại đi, đừng chạy nữa. Dẫn dụ yêu thú xuống đất liền rồi đấu với nó, lúc đó không phải con sẽ chiếm ưu thế còn nó thì mất đi thế trội trên không trung sao? Vân Thiên Tà bình tĩnh nói. Lão đầu chết tiệt, người đừng có mà hồ đồ nữa, đó là yêu thú biến dị cấp 4, thực lực của nó có thể sánh ngang với Nguyên Anh Trung Giai, hiện tại con mới chỉ là Kim Đan Trung Kỳ, gắng gượng thì có thể xem như Kim Đan Đại Viên Mãn, cho dù đánh nhau dưới mặt đất với con yêu vương phong lôi này thì cũng không thắng được nó. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Thằng nhóc thối, đã nói là con không chịu động não rồi mà. Con cho rằng thập chuyển kim đan lĩnh vực chỉ để trang trí thôi sao? Hôm nay vi sư cho con một bài học, thế nào là lĩnh vực hoàn mỹ? Vân Thiên Tà nói một cách tràn đầy tự tin. Lúc này, Dương Bách Xuyên dừng bước, ý của lão đầu là, kim đan lĩnh vực của hắn có thể đối phó được với yêu vương phong lôi biến dị. Lão đầu, người xác định kim đan lĩnh vực của con có thể đối phó được với yêu vương biến dị thực lực ngang với Nguyên Anh sao? Dương Bách Xuyên vẫn có chút không tin. Thằng nhóc thối, sư phụ lừa con bao giờ chưa, mặc dù trong lịch sử tu chân giới không có ghi chép chi tiết về kim đan thập chuyển hoàn mỹ của con, nhưng mấy ngày gần đây vi sư cũng không hề nhàn rỗi, ta đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, kết quả cũng thu được một chút kiến thức, hôm nay đúng dịp để con yêu vương phong lôi biến dị kia thử xem. Vân Thiên Tà nói một cách đầy tự tin. Dương Bách Xuyên nghe vậy liền cảm thấy có chút đáng tin, người nhanh nói xem phải làm thế nào, thứ xúc sinh kia sắp đuổi tới nơi rồi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên thả Diệp Vô Tâm trên lưng xuống. Sao lại không đi nữa? Diệp Vô Tâm cũng không biết Dương Bách Xuyên đã cầu cứu sư phụ của mình, nàng còn cho rằng Dương Bách Xuyên bắt đầu buông xuôi. Đừng lo lắng, ta có cách đối phó rồi, ngoài mặt thì an ủi Diệp Vô Tâm nhưng thật ra hắn lại không có chút tự tin nào. Trong lòng chỉ có thể không ngừng nói, lão đầu, con lỡ khoe khoang rồi, lần này nhờ người cả đó.
nếu không giải quyết được yêu vương biến dị thì mặt mũi của đệ tử sẽ mất hết. Thằng nhóc vô liêm sỉ, đi đâu cũng không quên tán gái, con nói xem có lần nào con chịu thiệt thòi mà không phải vì nữ nhân. Không giải quyết được yêu vương biến dị kia cũng không phải chuyện của vi sư. Vân Thiên Tà không nể mặt nói. Lão đầu chết tiệt, người. Dương Bách Xuyên cũng không làm gì được sư phụ của mình. Lúc này, roi thiên diệp trong tay Diệp Vô Tâm vung lên, không chạy cũng tốt, dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp, chỉ bằng ta với ngươi cùng liên thủ sống chết đánh một trận. Nói cái gì đó, nếu ta đã dám dừng lại, vậy thì đương nhiên là sẽ có cách đối phó với yêu vương biến dị. Đến lúc này, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể giả bộ kiên cường. Có điều, trong lòng hắn vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho sư phụ mình. Chỉ là ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận mà thôi. Bởi vì lão đầu chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, hơn nữa nghe giọng điệu của ông ấy căn bản là không thèm coi yêu vương biến dị ra gì. Dựa theo cách nói của lão đầu, thập chuyển kim đan của hắn rất trâu bò, thật ra thì ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng không hiểu nó đặc biệt ở chỗ nào. Trong lúc nói chuyện với Diệp Vô Tâm, yêu vương phong lôi biến dị cuối cùng cũng đuổi kịp. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy yêu vương biến dị toàn thân trắng như tuyết đang không ngừng vỗ hai cánh, nó giống như một tia chớp xuyên ngang bầu trời, vèo một cái hạ xuống đỉnh đầu của bọn họ, đôi mắt đỏ như máu lẳng lặng khóa chặt mục tiêu là Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm. Yêu vương biến dị đáp xuống một nơi cách bọn họ 10 mét. Khi yêu vương biến dị hạ cánh, cả mặt đất đều rung chuyển, phát ra một âm thanh nặng nề, cát bụi bay tứ tung. Sau một trận gió thổi qua, thân hình cao hơn 3 mét, chỉ riêng cái cổ của nó cũng thừa đủ. Đôi mắt đỏ yêu dị nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm. Không biết có phải ảo giác hay không, Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy khi ánh mắt yêu vương biến dị nhìn hai người họ lại tràn đầy tức giận và giễu cợt, giống như đang muốn nói các ngươi muốn chạy trốn sao. Nghĩ lại thì cũng không có gì khó hiểu cả, đây là yêu thú biến dị, vốn dĩ sự tồn tại của nó đã phá vỡ quy tắc của thiên đạo. Nó thuộc loại vô cùng linh trí, thông minh không thua kém gì nhân loại. Yêu vương giễu cợt nhìn hai người họ cũng là chuyện bình thường. Hai bên đấu mắt một hồi, đột nhiên yêu vương há miệng, giống. Gầm lên một tiếng đầy tức giận. Tiếng sét và gió cùng nổi lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy màng nhĩ của mình như bị đâm thủng, thần hồn dao động. Lão đầu tử. Trong lòng vội vàng gọi sư phụ, hắn biết yêu vương chuẩn bị ra tay rồi. Thả lĩnh vực của con ra, Vân Thiên Tà ung dung nói. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên lập tức thi triển kim đan lĩnh vực của mình. Ngay sau đó, Vân Thiên Tà lại tiếp tục nói, thằng nhóc thối, con nghe cho rõ đây, con chính là thập chuyển kim đan hoàn mỹ, trong kim đan lĩnh vực của con tồn tại 10 loại sức mạnh nguyên tố của thiên địa. Trên lý thuyết, bất kỳ sức mạnh nào xuất hiện trong lĩnh vực của con thì đều sẽ phát nổ, lấy sức mạnh thần hồn để thôi động kim đan, cảm thụ 10 loại lực lượng. Sau đó thử dung hợp lẫn nhau. Một khi dung hợp thành công thì có thể xem như nhân đôi hiệu quả, lực lượng của 10 loại nguyên tố không ngừng dung hợp có thể phát sinh thay đổi khôn lường, bất cứ hai loại sức mạnh nào dung hợp lại với nhau đều có thay đổi rất lớn, uy lực tăng lên bao nhiêu thì phải thử mới biết được, có điều vi sư tin là dung hợp hết 10 loại sức mạnh này sẽ có được sức mạnh vô hạn. Ngũ hành, lôi điện, phong vũ, thái âm, thái dương, tinh thần. Đây đều là những lực lượng tồn tại trong thiên địa, về mặt lý thuyết thì có thể giải thích sự dung hợp này chính là chồng lên nhau, ví dụ như trong ngũ hành thì con có thể thử dung hợp kim và mộc lại với nhau, hoặc là lực lượng của kim và lôi điện, mộc và thái dương lực, chỉ cần sức mạnh có trong kim đan lĩnh vực của con thì đều có thể dung hợp, thay đổi theo nhiều cách khác nhau. Lần thứ hai thì cũng có thể thử dung hợp 3 loại lực lượng, 4, 5, 6 loại, cho tới khi đến cái cuối cùng. Các sức mạnh có thuộc tính khác nhau dung hợp lại cũng sẽ có uy lực khác nhau, tất cả phải dựa vào ngộ tính của con, dung hợp được càng nhiều thì uy lực càng cường đại. Đây là điều chắc chắn. Đương nhiên, sợ là thập chuyển kim đan hoàn mỹ cũng không chỉ có như vậy, vừa rồi vi sư nghiên cứu cũng đã từng nghĩ tới, những thứ khác thì sau này bản thân con tự cảm ngộ đi, có lẽ trên thế gian này thập chuyển kim đan của con là độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có kim đan lĩnh vực của con mới tồn tại tới 10 loại lực lượng nguyên tố, có khả năng dung hợp được với nhau mà không xảy ra xung đột. Được rồi, hiện tại cứ thử xem, vi sư sẽ lấy sức mạnh thần hồn để trấn áp lĩnh vực, thu thập một con yêu thú cấp 4 là không thành vấn đề. V.
Vân Thiên Tà nhanh chóng nói cho Dương Bách Xuyên cách để sử dụng kim đan. Nghe sư phụ giảng xong, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được sức mạnh thần lực trong kim đan lĩnh vực đã tăng lên rất nhiều, hắn biết là sư phụ đã ra tay, có thần hồn của lão đầu áp trận, Dương Bách Xuyên không còn lo lắng nữa, hắn nghĩ yêu vương cũng không gây nổi sóng gió gì. Hơn nữa kim đan lĩnh vực của hắn còn có ưu thế mà người khác không có, đó chính là sức mạnh của 10 loại nguyên tố, gần như bao gồm tất cả những lực lượng nguyên tố ở trong thiên địa. Sức mạnh thiên phú của yêu vương biến dị chính là phong lôi, nếu như yêu vương sử dụng ưu thế này của nó để công kích hắn trong phạm vi kim đan, vật thì hắn sẽ dựa vào thập chuyển kim đan để nổ tung, áp chế ngược lại những lực lượng khác cùng tồn tại trong thiên địa, bởi vì kim đan của hắn đã bao gồm cả nguyên tố phong lôi. Đương nhiên là với điều kiện, sư phụ dùng sức mạnh thần hồn để củng cố lĩnh vực của hắn, dù sao thì tu vi của Dương Bách Xuyên cũng quá thấp, chưa chắc có thể đối phó được công kích của yêu vương phong lôi. Giống. Ngay vào lúc này, cuối cùng yêu vương cũng bắt đầu xuất chiêu, sừng trên đỉnh đầu lóe lên, lập tức một tia phong lôi to bằng cánh tay bổ thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Cẩn thận Diệp Vô Tâm ở bên cạnh cũng không biết tới thập chuyển kim đan lĩnh vực của Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy yêu vương bắt đầu công kích, nàng bị dọa sợ hô lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên kẽ động, hắn nói với Diệp Vô Tâm, ngươi lui về sau. Dứt lời, hắn vận sông kim đan, trong lĩnh vực cường đại, 10 loại lực lượng trong thiên địa đang lưu chuyển, mỗi một loại sức mạnh hắn đều có cảm giác thân thiết. Vào lúc này, đột nhiên hắn thấy được 10 hoa văn bên ngoài kim đan đang bắt đầu lấp la lấp lánh. Trong nháy mắt, hắn cảm ứng được với 10 loại lực lượng nguyên tố tồn tại trong thiên địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thái âm, thái dương, tinh thần lực cùng lúc xuất hiện trong lĩnh vực. Rắc ầm. Sừng trên đỉnh đầu yêu vương phát ra một tia lôi địa mang theo một lực lượng cường đại, chớp mắt đã lao thẳng tới trước mặt Dương Bách Xuyên. Trong mắt của Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên giống như là bị dọa tới choáng váng, đứng im bất động. Mắt thấy đòn công kích của yêu vương chuẩn bị giáng xuống người hắn, Diệp Vô Tâm sốt ruột chuẩn bị muốn ra tay. Nhưng mà ngay vào lúc này, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Dương Bách Xuyên di chuyển, hắn giơ tay trực tiếp chộp lấy đòn công kích lôi điện của yêu vương. Kim đan lĩnh vực mượn thiên uy, phong lôi chi lực vì ta sử dụng, hợp. Diệp Vô Tâm trợn mắt khi nghe thấy những lời này của Dương Bách Xuyên, nàng mắng hắn ngu ngốc, kẻ địch mà hắn phải đối phó chính là yêu thú biến dị cấp 4. Vậy mà hắn lại dùng kim đan lĩnh vực. Nếu như kim đan lĩnh vực có tác dụng thì nàng đã sớm dùng rồi, cần gì phải đợi tới tận bây giờ. Diệp Vô Tâm chửi thầm, nàng đã chuẩn bị xông tới liều mạng với yêu vương. Sau đó trong nháy mắt nàng có chút ngây người. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên dùng hai tay trực tiếp đỡ lấy đòn công kích lôi điện của yêu vương, nhưng hắn lại không có bất kỳ thương tổn nào, hơn nữa ngay sau khi hắn hô hấp. Dương Bách Xuyên lật tay dung hợp lôi điện và phong đao lại với nhau, đột nhiên quẳng lại về phía yêu vương phong lôi. Ầm ầm. Giống. Chấn áp. Tiếng gầm vang của đòn công kích, yêu vương kêu gào thảm thiết, Dương Bách Xuyên không ngừng hô chiêu. Diệp Vô Tâm mở to mắt, yêu vương cường đại cứ thế bị lôi điện chi lực của Dương Bách Xuyên công kích tới kêu thảm thiết, ngay sau hai chữ chấn áp, hai chân yêu vương cong xuống quỳ trên mặt đất. Giống như bị một ngọn núi đè trên người. Một màn kỳ diệu như vậy quả thật đã khiến Diệp Vô Tâm ngẩn người, lúc nhìn về phía Dương Bách Xuyên, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chớp mắt, Diệp Vô Tâm nhìn thấy cơ thể Dương Bách Xuyên lóe lên, một giây sau đã xuất hiện trước mặt yêu vương. Đặt lòng bàn tay lên đầu nó rồi thấp giọng nói, thần phục hay là chết? Đây là chế ngự được rồi sao? Vẻ mặt Diệp Vô Tâm đầy dấu chấm hỏi. Nàng vẫn chưa phản ứng kịp, Dương Bách Xuyên đặt một tay trên đầu yêu vương, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trong tay Dương Bách Xuyên có một năng lượng cường đại đang dao động, dáng vẻ của hắn giống như chỉ cần một lời không đúng ý thì hắn sẽ đập chết yêu vương. Phải biết, đây chính là yêu thú cấp 4 có thực lực ngang hàng với nguyên anh của nhân tộc. Hơn nữa còn là loại biến dị. Thế nhưng tu vi của Dương Bách Xuyên mới chỉ là kim đan trung kỳ. Điều này làm sao có thể? Diệp Vô Tâm cũng ngốc luôn. Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Dương Bách Xuyên không chỉ dùng tay đón lấy lôi điện chi lực của yêu vương biến dị, hô một tiếng dung hợp lại với nhau, hắn trở tay trả ngược công kích này lại cho yêu vương, càng chứng kiến yêu vương kêu gào thảm thiết, đôi chân to lớn khom lại giống như đang quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên,
tay của hắn còn đang chế ngự trên đầu yêu thú. Chỉ có bản thân Dương Bách Xuyên mới biết, hắn có thể nhẹ nhàng trấn áp yêu vương như vậy. Thật ra hơn phân nửa là dựa vào công lao của lão đầu tử. Từ khi yêu vương bắt đầu công kích, Dương Bách Xuyên đã vận dụng ưu thế của lĩnh vực, sau khi cảm ứng với lực lượng lôi điện, trong lòng hắn cũng không hề sợ hãi, bởi vì sư phụ đã nói người sẽ áp trận. Dương Bách Xuyên chỉ cân nhắc xem, mình có thể dung hợp công đòn công kích phong lôi của yêu vương biến dị hay không. Ngay khi yêu vương công kích, hắn mượn lực lượng của lĩnh vực, quả nhiên là cảm thụ được rõ ràng, đồng thời cũng có thể điều khiển nó. Bởi vì phong lôi chi lực trong lĩnh vực của hắn vốn là nguyên tố cơ bản, chỉ cần lực lượng nằm trong phạm vi kim đan thì đều sẽ bị hắn khống chế. Nhưng điều kiện tiên quyết là sức mạnh thần hồn phải cường đại thì mới có hiệu quả, có thần hồn của sư phụ ở trong lĩnh vực, bổ sung cho lực lượng thần hồn thiếu sót của hắn, thành công đón được lôi điện chi lực của yêu vương. Có ưu thế của lĩnh vực, lại thêm sư phụ giúp đỡ, hắn đã làm được một cách dễ dàng. Cuối cùng, nghe theo sự chỉ bảo của sư phụ dung hợp phong lôi chi lực, quả nhiên là thành công. Sau khi lực lượng phong lôi được dung hợp, có thể coi như là mạnh gấp đôi uy lực phong lôi mà yêu vương thi triển ra. Hắn lật tay công kích lại về phía yêu vương, cộng thêm sư phụ dùng sức mạnh thần hồn để trấn áp trong lĩnh vực, vì vậy Dương Bách Xuyên đã dựa vào lực lượng của lĩnh vực để đánh cho yêu vương nằm úp xuống. Hắn lắc mình đặt tay lên đầu yêu vương, chân khí cường đại hội tụ trong lòng bàn tay, hắn quát một câu, thần phục hay là chết. Đây là loại yêu thú biến dị có trí tuệ, hơn nữa còn có bản lĩnh thiên phú cao cường, bình thường rất hiếm gặp. Mặt khác, từ khi đặt chân tới Sơn Hải Giới, Dương Bách Xuyên đã trông thấy rất nhiều tu chân giả có vật cưỡi, đối mặt với con yêu vương phong lôi biến dị này, Dương Bách Xuyên có chút động tâm. Nếu như hắn có thể thu phục nó thành vật cưỡi, tưởng tượng tới hình ảnh hắn cưỡi yêu vương ngao du tới chân trời, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà chảy nước miếng. Hiếm nhất chính là tốc độ bay của yêu vương phong lôi, không hề thua kém chỉ xích thiên nhai công của hắn khi thi triển ở trên đất liền. Diệp Vô Tâm sử dụng phù xuyên không để dịch chuyển 10 dặm chỉ trong nháy mắt, nhưng thời gian chưa đầy 10 hơi thở, yêu vương đã đuổi kịp tới đây, tốc độ này gọi là thần thông cũng không ngoa. Hơn nữa sau khi con yêu vương này biến dị đã phá vỡ xiềng xích trên người nó, sau này còn có thể trưởng thành, đợi khi đạt tới cấp 5, cấp 6, Dương Bách Xuyên tin tưởng tốc độ này sẽ càng nhanh hơn. E là bất cứ ai cũng phải thèm muốn một thú cưỡi bay như vậy. Mấu chốt nhất là, Dương Bách Xuyên coi trọng vẻ bề ngoài của con chim phong lôi này, toàn thân nó màu trắng muốt không pha tạp thêm bất kỳ màu nào khác, trong lúc bay sải cánh sẽ dang rộng gần 9 mét, trong mắt màu đỏ yêu dị. Móng vuốt sắc bén có lực, nhìn qua rất phi phàm. Rất xứng với vẻ đẹp trai của hắn. Vì thế, trong lúc nhất thời, Dương Bách Xuyên liền muốn thu làm vật cưỡi. Hắn gầm lên một tiếng, một là thần phục, hai là chết. Dương Bách Xuyên tin yêu vương có trí khôn sẽ hiểu được lời hắn nói. Thứ xúc sinh này truy đuổi khiến cho hắn và Diệp Vô Tâm chật vật không chịu nổi. Hơn nữa lúc trước yêu thú này còn dùng ánh mắt đùa bỡn để nhìn bọn họ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu. Lúc này, lòng bàn tay tràn đầy chân khí đặt trên đầu yêu vương, khỏi phải nói, trong lòng hắn sảng khoái hơn nhiều. Trong lòng Dương Bách Xuyên tưởng tượng rất tốt đẹp, có điều hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Khi hắn đang uy hiếp, yêu vương cũng gầm lên đầy giận dữ như là đang đáp lại hắn. Giống, tiếng giống của yêu vương tràn đầy phẫn nộ, căn bản không hề có chút sợ hãi nào. Hắn vốn nghĩ có thể hù dọa được yêu vương. Hiện tại xem ra con yêu thú này không hề sợ sệt chút nào, tính tình còn cực kỳ hung bạo. Ha ha! Diệp Vô Tâm đứng bên cạnh đã lấy lại tinh thần, không nhịn được mà cười phá lên, nàng hiểu rõ Dương Bách Xuyên muốn thu phục yêu vương để làm vật cưỡi. Diệp Vô Tâm mỉm cười nói, Dương Đại Công Tử, trước mặt ngươi là một con yêu thú biến dị cấp 4, đừng nghĩ hù dọa mà có thể thu phục được nó. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời chế nhạo của Diệp Vô Tâm, dường như nàng đang muốn nói gì đó, hắn hỏi lại, vậy ngươi nói xem, nên làm thế nào bây giờ? Diệp Vô Tâm cười đáp, phương pháp thu phục yêu thú không có đường tắt, chỉ có hai cách. Nguyện nghe chỉ dạy, Dương Bách Xuyên nói. Cách thứ nhất là cách mà người tu chân thường dùng, nuôi dưỡng từ nhỏ để dạy dỗ, mặc dù mất nhiều thời gian nhưng sau khi trưởng thành sẽ là vật cưỡi vừa ý chủ nhân. Cách thứ hai là loại đơn giản nhất. Nhưng khả năng thành công lại rất thấp,
đó chính là dùng bạo lực, đơn giản mà thô bạo, cách này áp dụng với yêu thú đã trưởng thành, không chịu thuần phục thì đánh nó, đánh tới khi phục thì thôi. Phải để cho yêu thú biết chủ nhân của nó là người có năng lực. Diệp Vô Tâm cười ha ha nói. Ặc Dương Bách Xuyên có chút mông lung, hắn còn tưởng Diệp Vô Tâm có cao kiến gì. Có điều nghĩ kỹ lại cũng không hẳn là không có lý. Hắn liền hỏi sư phụ mình, lão đầu tử, người có cách gì hay không? Vi sư có cả trăm nghìn cách để thu phục loại yêu thú này, nhưng tu vi của thằng nhóc con hiện tại quá yếu, truyền bí pháp cho con thì cũng không thi triển được, cách mà nha đầu này nói cũng không sai, con trực tiếp đánh nó là được, đánh con yêu thú này cho tới khi nó thuần phục thì mới thôi. Vân Thiên Tà đưa ra đề nghị giống với Diệp Vô Tâm. Dương Bách Xuyên nghe xong liền trợn trắng mắt nói, sao phải phiền phức như vậy, người ra tay trấn áp thần hồn của yêu thú, còn lưu lại vết tích trên yêu hồn của nó không phải là được rồi hay sao? Thằng nhóc con bị ngu à? Hay là ngốc rồi? Con mới chỉ dừng ở cảnh giới kim đan trung kỳ, còn yêu thú cấp 4 này có thể sánh ngang với Nguyên Anh, hơn nữa còn là yêu thú biến dị, chưa nói muốn cưỡng ép trấn áp thần hồn của yêu thú thì phải tiến vào ý thức của nó, vi sư phải tiêu hao thần hồn. Nếu như con cưỡng ép thu phục nó như vậy trong lòng yêu thú cũng không chịu thua, sau này chẳng may nó cắn trả thì con chết chắc. Chỉ có đánh tới khi phục, để cho yêu thú chủ động ký khế ước chủ tớ với con thì nó mới thật tâm phục con, sẽ không cắn trả. Con phải hiểu rõ một điều, dưa hái xanh không ngọt, yêu thú cũng như vậy. Nếu cưỡng ép thu phục, đợi khi có một ngày con bị thương, yêu thú sẽ thừa dịp con không chuẩn bị mà cắn ngược lại, lúc đó còn khổ hơn. Vi sư sẽ trấn áp trong lĩnh vực của con. Cứ trực tiếp đánh nó, ta không tin con yêu thú này lại không phục. Nghe được những lời còn thô bạo hơn cả Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên cười gian trá, như thế cũng tốt, vậy thì đánh tới khi yêu thú phục thì thôi. Được, hôm nay con sẽ đánh con thú vật này, bị nó truy đuổi chật vật như vậy, cũng nên thu chút lãi chứ nhỉ, ha ha, lão đầu, người âm thầm, thăm hỏi, con yêu thú này, đừng để nó đập chết con đấy. Dương Bách Xuyên dặn đi dặn lại sư phụ mình. Dù sao thì có lão đầu nhìn chằm chằm, lúc nguy hiểm để người ra tay cũng khiến cho yêu thú ăn đủ. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bảo sư phụ bỏ trấn áp của yêu vương ra, hắn vận chân khí trong tay rồi vỗ lên đầu yêu vương, cũng không sợ đánh chết. Giống. Áp chế thần hồn trên người được buông lỏng, yêu vương bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh cho kêu thảm thiết, nó lập tức nhào về phía Dương Bách Xuyên. Thế nhưng đây là mặt đất, Dương Bách Xuyên có chỉ xích thiên nhai công. Không hề sợ hãi. Dưới chân khẽ động, nhanh như tia chớp hắn nhẹ nhàng tránh thoát đi tới cạnh yêu vương phong lôi, nắm chặt tay thành quyền nện lên người yêu thú. Bộp. Giống. Trong tiếng gào thảm thiết của yêu vương, một mảng lông trắng cũng rơi theo. Lúc này, yêu vương nổi giận, nó quay đầu mổ xuống người Dương Bách Xuyên. Nó càng sợ hãi thì càng ra sức đập cánh. Dương Bách Xuyên căn bản không đối đầu trực diện với yêu vương. Hắn tránh né như tia chớp di chuyển tới một bên khác, lại nện một quyền lên người yêu vương. Giống. Dương Bách Xuyên ra tay không chút lưu tình, hắn ra sức đánh. Yêu vương kêu gào thảm thiết, dù sao thì ưu thế trên mặt đất của hắn chính là tốc độ, yêu vương không thể nào tránh được. Bịch bịch bịch. Giống giống giống. Nắm đấm của Dương Bách Xuyên giáng lên người yêu vương như mưa, mỗi quyền đều khiến yêu vương phong lôi kêu gào thảm thương. Lông trắng bay đầy trời. Giờ phút này, yêu vương như hiểu ra, nó giang cánh muốn bay đi. Đương nhiên, trước đó không phải yêu vương không muốn bay đi, mà là bởi vì Dương Bách Xuyên không biết xấu hổ lợi dụng tốc độ, đánh một trận loạn xạ, không cho yêu vương phong lôi có cơ hội bay đi. Nhìn thấy bất chấp bị mình đánh cho tơi bời, vừa kêu gào vừa muốn duỗi cánh bay lên, Dương Bách Xuyên sao có thể cho nó cơ hội được. Cách đó một mét, dưới chân khẽ động. Hắn nhảy vọt lên bay tới trước cánh trái của yêu vương, hắn xấu xa vận công càn khôn quyết trong cơ thể, tập trung toàn bộ sức mạnh đánh một quyền xuống cánh của yêu vương. Rắc rắc. Giống. Một chưởng này đánh xuống, phát ra một tiếng gãy xương giòn tan, ngay sau đó chính là tiếng gầm rú đầy đau đớn của yêu vương. Diệp Vô Tâm đứng từ xa nhìn Dương Bách Xuyên đang điên cuồng đánh yêu vương, nàng không nhịn được mà lo lắng thay cho nó. Chứng kiến Dương Bách Xuyên khí thế hung hăng một quyền đánh gãy xương cánh của yêu vương, khiến cho nó mềm nhũn bò sấp xuống dưới mặt đất. Trong mắt của Diệp Vô Tâm thì một đấm của Dương Bách Xuyên đã đánh gãy cánh của yêu vương phong lôi,
nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó nàng trông thấy thân hình Dương Bách Xuyên lóe lên, đáp xuống lưng của yêu vương. Hắn giơ nắm đấm lên. Lúc này Diệp Vô Tâm chỉ biết nhắm hai mắt, thầm mặc niệm cho yêu vương, chọc phải Dương Đại Công Tử cũng do phúc phận mà con yêu vương này tu luyện ở kiếp trước. Ầm ầm ầm. Giống giống giống. Kế tiếp, Diệp Vô Tâm nghe được tiếng nện từng quyền của Dương Bách Xuyên, đương nhiên đi kèm với đó là tiếng kêu đầy thảm thiết của yêu vương. Diệp Vô Tâm có thể nghe ra được, trong tiếng kêu thảm của yêu vương tràn đầy sự phẫn nộ, có cả cam chịu không thể phản kháng, có lẽ là yêu vương cũng không ngờ được mình sẽ có lúc thảm bại thế này. Hoặc nhiều hơn là, nó chưa bao giờ nghĩ Dương Bách Xuyên lại vô liêm sỉ như vậy. Đánh thì đánh thôi, mấu chốt là hắn không chịu đổi chỗ khác, chỉ đè đánh đúng một chỗ, điều này khiến yêu vương sắp hộc máu tới nơi. Dương Bách Xuyên cưỡi trên cổ nó, nhưng hắn lại đập mạnh tới mức lông trên cổ cũng sắp trụi luôn rồi. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn nhớ kỹ lời dặn của lão đầu tử, hung hăng mà đánh, đánh tới khi nào yêu thú phục thì thôi, thế nên từ khi hắn tóm được cơ hội thì không hề nghỉ giải lao. Lúc này hắn cảm thấy rất sảng khoái, trực tiếp cưỡi luôn lên cổ yêu vương mà vung nắm đấm, càng đánh càng thoải mái. Hắn vừa đánh vừa hỏi, có phục hay không? Bịch bịch bịch. Phục không? Bịch bịch bịch. Đáp lại hắn là tiếng kêu gào thê thảm của yêu vương. Sau nửa giờ đánh đập, cho dù cánh tay Dương Bách Xuyên đã mỏi nhừ, nhưng hắn vẫn không hề dừng lại, tiếp tục nện dữ dội lên người yêu vương. Có điều trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, nghe tiếng kêu của con thú vật này vẫn còn tràn ngập căm phẫn, đây là vẫn chưa chịu thua nhỉ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không thu phục được, hắn phải nghĩ biện pháp. Sau khi khép lại suy nghĩ này, khóe mắt Dương Bách Xuyên liếc thấy một màn đầy thú vị. Một tay hắn nắm lấy cổ yêu vương, tay kia thì đánh liên tục, mỗi một quyền nện xuống đều khiến yêu vương kêu gào, nhưng lại không hề biểu hiện ra dấu hiệu chịu thua, ngược lại dưới chân yêu vương, hoặc là nói móng vuốt của nó đang không ngừng di chuyển. Móng vuốt di chuyển vốn là một chuyện hết sức bình thường, bị đánh mà không nhúc nhích mới là chuyện lạ. Nhưng kỳ quái ở chỗ, lúc Dương Bách Xuyên nhìn thấy yêu vương di chuyển lại tránh né lông rụng trên mặt đất, đây chính là lông vũ rơi ra từ trên cơ thể của nó. Nhìn qua giống như là sợ dẫm phải. Mặc dù con chim phong lôi này là chim vương biến dị, nhưng lông trên người nó chỉ là lông vũ bình thường, không hề có chút đặc biệt nào, điểm này Dương Bách Xuyên biết rất rõ. Nhưng con thú vật này lúc bị đánh cũng không quên né tránh lông vũ của mình, sợ bị dẫm lên, đây không phải là chuyện bình thường. Không dẫm lên lông vũ của mình, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là yêu vương phong lôi rất quý trọng bộ lông của nó. Nghĩ tới đây, đột nhiên Dương Bách Xuyên nở một nụ cười xấu xa. Bất kể là người, yêu thú hay là những sinh linh khác, trên người nhất định sẽ có nhược điểm, điểm yếu này không nhất thiết là sẽ mất trong mắt của mạng, có thể một nơi hoặc một vật tầm thường trong mắt của người khác lại chính là điểm chí mạng. Hiện tại Dương Bách Xuyên nghĩ tới, điểm chết của yêu vương phong lôi chính là bộ lông vũ trắng như tuyết trên người nó, nếu như lột sạch lông trên người yêu vương thì sao? Xem nó có phục hay không. Dùng bạo lực tấn ngươi, quả thật là kiên cường, vậy thì đổi cách đối phó khác xem sao. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên nở nụ cười gian trá, hắn đổi nắm đấm thành móng vuốt. Bắt đầu nhổ lông vũ trắng muốt trên cổ yêu vương phong lôi. Phụt phụt phụt. Tốc độ tay rất nhanh, lông vũ tung bay đầy trời, giống như một mảng lớn bông tuyết lông ngỗng. Hắn cười ha ha nói, hôm nay ta đây lột sạch lông trên người ngươi, xem ngươi có phục hay không. Giống giống. Yêu vương căm phẫn giống to, nó muốn hất Dương Bách Xuyên từ trên lưng xuống, nhưng Dương Bách Xuyên sao có thể để nó thực hiện, hơn nữa còn có thần hồn cường đại của Vân Thiên Tà đang áp chế, yêu vương quả thật là không có cách nào khác. Bản thân nó đang ở trong lĩnh vực của Dương Bách Xuyên, bị áp chế trong vô hình. Cánh trái còn bị đánh gãy. Hiện tại ngay cả bộ lông cũng không giữ được. Trong tiếng giống giận của yêu vương, quả nhiên hắn đã đoán đúng, lông vũ chính là điểm yếu chí mạng của con thú vật này. Trong lòng không khỏi vui mừng, nó sợ bị vặt sạch lông. Sau khi tìm thấy nhược điểm của yêu vương, Dương Bách Xuyên xuống tay càng ác hơn, chớp mắt đã nhổ sạch hơn phân nửa lông trên cổ yêu thú. Giống. Lúc này, tiếng kêu của yêu vương cũng thay đổi, tràn đầy vẻ run rẩy. Dương Bách Xuyên bắt đầu đắc ý,
hắn giơ tay chuẩn bị nhổ một chỗ khác, cuối cùng thì cũng có chuyển biến. Trong đầu hắn vang lên một tiếng cầu xin tha thứ, đừng đừng đừng, dừng tay, bổn vương đầu hàng, phục rồi. Giọng nói này rất trong trẻo, nghe có vẻ như là một thiếu niên hơn 10 tuổi đang nói chuyện, giọng điệu còn mang theo vẻ sợ hãi cầu xin tha thứ. Dương Bách Xuyên giật mình, sau khi phản ứng lại, thì lập tức cười to lên. Hắn biết đây là giọng của yêu vương phong lôi biến dị, mặc dù không phải là nói bằng miệng nhưng lại có thể dùng tinh thần lực tiến thẳng vào trong ý thức, truyền âm để đạt được mục đích trao đổi. Phục thật chưa, hay là giả phục, Dương Bách Xuyên trực tiếp nói, hắn không dùng tinh thần lực, dù sao thì yêu vương cũng nghe hiểu. Bổn vương, phục rồi, giọng nói của yêu vương phong lôi vẫn còn có chút do dự. Dương Bách Xuyên trừng mắt, hừ một tiếng, hắn tùy tiện nhổ hai nắm lông lớn. À, phục thật mà, đừng nhổ nữa, lông của bổn vương tiếng kêu gào như giết heo của yêu vương truyền tới ý thức của Dương Bách Xuyên. Ha ha, nếu phục thật thì lấy chút thành ý ra đây, còn nữa, nếu còn nghe thấy một câu xưng vương của tiểu tử ngươi thì ta sẽ vặt sạch lông của ngươi rồi nướng ăn, ngươi có tin không? Dáng vẻ của Dương Bách Xuyên lúc này chính loại tiểu nhân đắc chí, ép yêu vương gắt gao. Sau một lúc trầm mặc, yêu vương nói, tiểu yêu nguyện ý giao bản mạng yêu hồn ấn ký để thần phục chủ nhân. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đỉnh đầu yêu vương bay ra một tia sáng màu trắng, sau đó biến thành hình chim phong lôi rồi bay về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vừa nhìn là biết đây chính là ấn ký thần hồn của yêu vương phong lôi, chỉ cần giữ chặt ấn ký này đồng nghĩa với việc nắm trong tay sự sống chết của yêu vương, một ý niệm cũng có thể khiến nó hồn phi phách tán. Không khách khí chút nào, Dương Bách Xuyên trực tiếp thu luôn thần hồn ấn ký của yêu vương vào trong ý thức. Một giây sau, hắn có thể cảm giác được mối liên hệ vô hình giữa mình và yêu vương có ác ý gì với hắn hay không thì hắn đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa nếu sau này người chủ nhân như Dương Bách Xuyên chết đi, yêu vương cũng sẽ theo đó mà hồn phi phách tán, đây chính là chỗ lợi hại của việc nắm giữ ấn ký bản mạng thần hồn. Thế nhưng nếu như yêu vương chết đi thì Dương Bách Xuyên lại không chịu chút ảnh hưởng nào. Có thể tưởng tượng, sau này yêu vương vì mạng sống, nó sẽ liều mạng bảo vệ sự an toàn của chủ nhân là Dương Bách Xuyên. Nó khác với Trồn Nhi và Hầu Đậu Đậu, thần hồn của Trồn Nhi và Hầu Đậu Đậu là quan hệ ràng buộc bình đẳng, bọn họ có thể cảm ứng qua lại với nhau, nhưng cái chết của phía bên kia sẽ không ảnh hưởng tới bên này. Nhưng yêu vương phong lôi lại không phải là loại khế ước bình đẳng. Có thể xem như là khế ước bán thân cả đời, mạng nhỏ do Dương Bách Xuyên nắm giữ, chỉ cần một ý niệm của hắn cũng có thể giết chết yêu vương. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cười vui vẻ nói, được rồi, sau này ngươi tên là Tiểu Bạch nhé. Lúc này Dương Bách Xuyên mới chịu nhảy xuống khỏi người phong lôi yêu vương, xem như là tha cho nó, nhưng mảng lông lớn trên cổ yêu vương đã bị vặt trụi, chọc lóc trông rất khó coi. Chủ nhân, có thể đổi cái tên khác được không, bổn vương? À không phải, tiểu yêu tốt xấu gì cũng là yêu tộc tối cao sở hữu phong lôi, chủ nhân, cái tên Tiểu Bạch có phải hơi quá đáng không? Yêu vương dè dặt nói, đương nhiên là nó vẫn dùng tinh thần lực để giao tiếp với Dương Bách Xuyên, sau khi giao bản mạng yêu hồn của nó cho Dương Bách Xuyên, nó giao tiếp càng thuận tiện hơn. Dương Bách Xuyên trừng mắt nói, cứ gọi Tiểu Bạch đi, đừng có cò kè mặc cả với ta. Thử nói một câu nữa xem ta vặt trụi lông của ngươi. Câu này đối với yêu vương phong lôi mà nói còn nặng hơn cả lăng trì, nó vội vàng đáp, vâng, tiểu yêu không nói nữa, sau này tiểu yêu tên là Tiểu Bạch, chỉ cần chủ nhân vui vẻ, gọi là cái gì cũng được. Đường đường là yêu vương phong lôi biến dị, lúc này cũng xem như là hoàn toàn khuất phục dưới con người xấu xa của Dương Bách Xuyên. Thế còn được, ta nói này Tiểu Bạch, sau này chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chủ nhân của ngươi vẫn rất nói lý, hiểu không? Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng đắc ý. Vâng, Tiểu Bạch hiểu rồi, chủ nhân là người đúng nhất trên thế gian này, là chủ nhân tốt bụng nhất. Trong lòng yêu vương không ngừng nịnh nọt hắn, không nịnh không được, nó sợ người nào nó không nói một lời liền vặt lông. Dương Bách Xuyên hiếm khi đỏ cả mặt, khụ, không ngờ ngươi còn là một con chim không biết xấu hổ, ha ha, có điều bổn vương thích những người hay nói sự thật như người. À, chim mới đúng. Diệp Vô Tâm ngây ngốc đứng một bên nhìn Dương Bách Xuyên đang tự lẩm bẩm một mình, vốn dĩ ban đầu nàng còn cho rằng hắn điên rồi, ngay sau đó lại trông thấy Dương Bách Xuyên nhảy từ lưng yêu vương xuống, hơn nữa yêu thú cũng không công kích hay gào thét nữa.
lúc này nàng mới phản ứng kịp, hắn thật sự đã thu phục được yêu vương. Không cần hỏi thì nàng cũng biết, vừa rồi là hắn đang nói chuyện với yêu vương. Diệp Vô Tâm tò mò đi về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm giác được Diệp Vô Tâm đang đi tới, đang định nói chuyện với nàng, nhưng không ngờ Tiểu Bạch lại giành nói trước. Tiểu Bạch gặp qua chủ mẫu. Mặc dù nó dùng tinh thần lực để giao tiếp nhưng bởi vì Dương Bách Xuyên nắm trong tay thần hồn bản mệnh bên vẫn có thể nghe thấy. Hắn cũng biết Tiểu Bạch đang vuốt mông ngựa trá hình. Nhưng nó cũng không quan sát hiện trường xem, dựa theo tính cách của Diệp Ma Đầu, không chừng nàng còn nổi đoá. Nhưng kết quả lại thật bất ngờ, sắc mặt Diệp Vô Tâm thay đổi, nàng chỉ chớp mắt thật nhanh, sau đó nói, Tiểu Bạch, Dương Bách Xuyên đặt cho ngươi cái tên này à? Đúng, đúng vậy, chủ mẫu minh giám, xin chủ mẫu đổi cho ta một cái tên khác, cái tên này thật sự là không xứng với bổn vương. Yêu vương Tiểu Bạch vội vàng nói. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên như tức giận, trừng mắt nhìn yêu vương, Tiểu Bạch vội vàng rụt cổ không dám hé răng thêm nửa lời. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nói với Diệp Vô Tâm, được rồi, đã giải quyết xong phiền phức, có điều nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại gấp rút lên đường, ngươi thấy sao? Còn về Tiểu Bạch gọi Diệp Vô Tâm là chủ mẫu, Dương Bách Xuyên thấy nàng không nói gì, trong lòng hắn lại có một cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được, sau đó hắn mới nghiêm túc nói chuyện với nàng. Mà Diệp Vô Tâm thì tim đập loạn xạ không nói nên lời. Nhưng nàng lại giả vờ không quan tâm, đáp lại Dương Bách Xuyên, cũng được, chúng ta chạy trốn lâu như vậy, chắc là Tiểu Trúc và Ninh Thúc Thúc sớm đã đến trấn biên quan rồi, Sơn Hải đa số là man hoang, đi đêm quả thực không thích hợp, hôm nay dày vò cả một ngày, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường cũng không muộn. Hai người thương lượng xong liền tìm một nơi có nguồn nước để dựng lều. Phải mất một lúc lâu mới tìm được nguồn nước ở sâu trong núi. Có điều Dương Bách Xuyên lập tức liếc mắt đến yêu vương Tiểu Bạch rồi nói, Tiểu Bạch, người tìm chỗ nào có nguồn nước đi. Chủ nhân, cánh của Tiểu Yêu bị người đánh gãy rồi, vẫn chưa phục hồi lại. Tiểu Bạch u oán nhỏ giọng nói. Khụ khụ khụ, lúc này Dương Bách Xuyên mới nhớ ra, xương cánh trái của Tiểu Bạch quả thật là do mình đánh gãy. Hắn xấu hổ nói, há mồm. Tiểu Bạch mở miệng theo bản năng. Dương Bách Xuyên lật tay. Hắn nhỏ một giọt nước sinh mệnh vào trong miệng của Tiểu Bạch, chút vết thương nhỏ này, chủ nhân của ngươi chỉ cần vài phút là có thể chữa khỏi. Có nước sinh mệnh, phục hồi đoạn xương bị gãy chỉ là chuyện trong phút chốc. Tiểu Bạch sau khi nuốt nước sinh mệnh xuống, toàn thân nó tỏa ra tia sáng lấp lánh, sau đó thét lên một tiếng dài, dang rộng đôi cánh, chữa lành phần xương bị Dương Bách Xuyên đánh gãy. Chỉ sau thời gian 10 hơi thở, ánh sáng trên người Tiểu Bạch dần dần biến mất. Đám lông vũ trên cổ bị Dương Bách Xuyên vặt trụi cũng dần mọc lại. Đa tạ chủ nhân ban tặng thần dược, Tiểu Yêu lập tức đi tìm nguồn nước. Trong lòng Tiểu Bạch cực kỳ mừng rỡ. Không ngờ trên người vị chủ nhân này lại có thứ bảo bối như vậy. Công dụng không chỉ là chữa lành toàn bộ vết thương, quan trọng nhất là bộ lông mà nó để ý tới nhất cũng được mọc lại. Hơn nữa xương cốt và kinh mạch trong cơ thể đã được cải thiện một cách đáng kể. Điều này đối với yêu tộc mà nói thì quả thật là quá vui sướng. Dương Bách Xuyên cũng không chú ý tới biến hóa của Tiểu Bạch, hắn biết rõ lợi ích của nước sinh mệnh với yêu tộc, phất tay bảo Tiểu Bạch đi tìm nguồn nước. Có yêu tộc phi hành ở đây, ở trong núi sâu có thể xem như là vô cùng tiện lợi. Rất nhanh, Tiểu Bạch đã quay trở lại, chủ nhân, cách 30 dặm về phía đông nam có một cái hồ trong vắt, linh khí dồi dào rất thích hợp để nghỉ ngơi, Tiểu Yêu đưa chủ nhân và chủ mẫu qua đó. Bị Tiểu Bạch luôn miệng gọi chủ mẫu. Diệp Vô Tâm khó tránh được có chút đỏ mặt, may mà Tiểu Bạch không nói bằng miệng, chỉ dùng tinh thần lực để giao tiếp qua ý thức, như vậy mới khiến Diệp Vô Tâm bớt xấu hổ hơn, có điều sâu trong nội tâm nàng dường như cũng không phản cảm với cách xưng hô này lắm. Lẽ nào, nàng có tình cảm với Dương Bách Xuyên sao? Diệp Vô Tâm tự lẩm bẩm, không thể nào, sao nàng có thể thích hắn được? Nàng chỉ để ý tới khí tức đặc biệt trên người hắn, tên khốn kiếp này là đầy tớ của nàng. Ừ, đúng thế, hắn chính là đầy tớ của bổn cô nương. Diệp đại tiểu thư, đi thôi. Dương Bách Xuyên nhảy vọt lên lưng của Tiểu Bạch, nhìn thấy Diệp Vô Tâm đứng im bất động, hắn gọi nàng một tiếng. À ừ, đến ngay đây bị Dương Bách Xuyên gọi bừng tỉnh, Dương Bách Xuyên vội vàng nhảy lên. Yêu vương Tiểu Bạch là chim phong lôi biến dị, thân cao hơn 3 mét, hai người cưỡi trên lưng nó cũng không thành vấn đề,
có điều chung quy thì vẫn phải chen chúc đứng một chỗ với Dương Bách Xuyên. Điều này khiến nàng có chút căng thẳng, cảm nhận được khí tức độc nhất trên người Dương Bách Xuyên, trái tim của nàng không ngừng đập nhanh hơn. May mà tốc độ của Tiểu Bạch đủ nhanh, chẳng bao lâu đã tới nơi có nguồn nước. Sau khi hạ cánh, Diệp Vô Tâm đỏ mặt vội vàng nhảy xuống, vừa rồi cơ thể nàng dựa sát vào người Dương Bách Xuyên, điều này khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Dương Bách Xuyên cố tình liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Diệp Vô Tâm, hắn nở cụ cười xấu xa. Có điều ngay vào lúc này, Diệp Vô Tâm cảm nhận được có người đang nhìn, chớp mắt đã trông thấy ý cười của Dương Bách Xuyên, nàng lập tức nhận ra, tên khốn kiếp này cố ý. Nàng đảo mắt, cố ý ho khan nói, Dương Đại Công Tử, bổn cô nương đói rồi. Người đi kiếm đồ ăn cho ta đi, còn phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi nữa. Nhất định phải thoải mái, không thoải mái thì ra sẽ không tha cho ngươi. Dương Bách Xuyên cười gian trá nói, đợi đó, hôm nay ca đây sẽ cho ngươi thưởng thức món đặc sản của quê hương ta, đảm bảo ngươi được ăn ngon sống tốt. Dứt lời, Dương Bách Xuyên phân phó cho Tiểu Bạch đi săn thú, chủ nhân làm cơm cho chủ mẫu ngươi. Khốn kiếp, đợi lát nữa không vừa ý, ta sẽ chỉnh chết ngươi, lại còn chủ mẫu. Mơ đi. Diệp Vô Tâm lẩm bẩm đi về phía hồ nước. Chủ nhân yên tâm, đảm bảo người có thể ăn no yêu vương Tiểu Bạch vỗ cánh bay đi. Mà Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu chuẩn bị, trong bình càn khôn của hắn có không ít vật dụng vẫn chưa từng sử dụng, đúng lúc hôm nay lấy ra để hầu hạ Diệp ma đầu. Có điều, đây cũng là do hắn can tâm tình nguyện, hắn không phải đầu gỗ. Diệp Vô Tâm cứu hắn 3 lần, thậm chí có thể nói là đánh cược tính mạng để giúp hắn, nói không cảm động thì là giả. Ở chung với nhau, hắn cũng hiểu thêm về Diệp Vô Tâm, nàng chỉ có chút tính tình điêu ngoa tùy hứng của một đại tiểu thư, nhưng tâm địa lại rất lương thiện, quan trọng là đối xử tốt với hắn, như vậy là đủ rồi. Muốn dỗ dành vị đại tiểu thư điêu ngoa này, Dương Bách Xuyên biết nhất định phải dùng cách mới mẻ, nàng chưa bao giờ thấy đồ ăn ngon và vật dùng ở trái đất, đây cũng xem như là mới lạ. Tìm một nơi khô ráo và bằng phẳng ở hạ lưu nguồn nước, Dương Bách Xuyên vung tay lên. Một đống đồ đạc xuất hiện trên mặt đất. Lửa than, vỉ nướng, nồi lẩu, gia vị, song nồi, v.v. đều đã sẵn sàng, tất cả là hàng mới chưa tháo vỏ. Còn có cả một chiếc lều lớn, sau khi căng ra thì kích thước sẽ lên tới 12 mét vuông. Khẽ phất tay, trong lều lớn lại xuất hiện một cái giường, theo sau là bình ắc quy, máy tính sách tay, đèn, bàn ghế, chăn mền các loại. Chấm. Mở máy tính sách tay ra, mặc dù ở Sơn Hải giới không có tín hiệu, có điều bên trong đã tải phim và bài hát xuống. Sau khi mở một bài hát, Dương Bách Xuyên nghe được giai điệu quen thuộc, hắn bước ra khỏi lều lớn rồi đi tìm củi để nhóm lửa, chuẩn bị nướng, cũng chuẩn bị lửa để làm lẩu, hắn nhớ nhà rồi, chỉ có thể dùng cách này để tự an ủi bản thân. Phía chân trời vang lên một tiếng thét dài, hai bên móng vuốt của yêu vương Tiểu Bạch đều quắp theo một con yêu thú. Phành phạch. Một con giống như là dê rừng, con còn lại là hươu sao, nhưng Dương Bách Xuyên biết không phải, đây là yêu thú. Khí tức của nó có vẻ là yêu thú cấp 3. Chủ nhân, như vậy đủ chưa? Tiểu Bạch hỏi. Hai con cộng lại cũng hơn 100 cân, sao lại không đủ được? Đủ rồi, đợi lát nữa sẽ khen thưởng cho ngươi. Dương Bách Xuyên cười nói. Tiểu yêu đã ăn hai con rồi, không cần nữa đâu. Chủ nhân và chủ mẫu ăn là được rồi. Ha ha, không ăn thì đừng hối hận. Dứt lời, Dương Bách Xuyên tóm lấy hai con yêu thú đã bị Tiểu Bạch giết chết, mang tới bên hồ để rửa sạch. Chấm chấm chấm. Sau khi Dương Bách Xuyên rời đi, yêu vương Tiểu Bạch liền quét về phía cửa lều lớn, nó đã sớm nghe được âm thanh kỳ lạ, thấy Dương Bách Xuyên đi nó mới nghiêng đầu nhìn, thật tò mò những thứ mà chủ nhân lấy ra là cái gì. Rõ ràng không có người nhưng lại có tiếng hát. Đúng là kỳ quái. Ngay lúc Tiểu Bạch tò mò, Diệp Vô Tâm cũng bị thu hút bởi giai điệu và giọng hát đẹp đẽ. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên đang ở bên hồ, sau đó lại nhìn về phía căn nhà không được kiên cường cho lắm, có cả bàn và mọi thứ đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến nàng vô cùng tò mò. Trong rừng rậm nguyên thủy hoang sơ có non xanh nước biếc, cổ thụ cao chọc trời, linh khí dày đặc. M điệu du dương từ trong lều vọng ra, văng vẳng khắp bờ sông. Phong Lôi Điểu toàn thân trắng như tuyết trợn cắp mắt đỏ ngầu yêu dị nhìn chằm chằm con dê rừng vàng óng ánh trên vỉ nướng,
chốc chốc lại nuốt nước miếng, mắt không chấp lấy một cái. Diệp Vô Tâm lười biếng nằm trên chiếc giường Simon mềm mại trong lều, hai tay ôm một chiếc máy tính bảng lướt trên màn hình, thỉnh thoảng lại hét lên một tiếng. Trong máy tính bảng vang lên âm thanh tinh tinh tang tang, ai từng chơi game thì vừa nghe liền biết là cái gì. Sau khi đại tiểu thư nhìn thấy mấy đồ vật mới lạ này, nàng cứ quấn lấy Dương Bách Xuyên. Tên họ Dương nào đó phải chuẩn bị thức ăn, bèn lấy ra một chiếc máy tính bảng có cài đặt trò chơi cho Diệp đại tiểu thư có việc để làm. Còn Dương Bách Xuyên thì bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn nướng yêu thú dê rừng và nhúng lẩu, hai con yêu thú cũng đủ ăn rồi. Ban đầu yêu vương Tiểu Bạch bảo không ăn, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên quét mật ong và các loại gia vị lên dê nướng, mùi thơm của thịt bay xa theo gió, yêu vương Tiểu Bạch lập tức xuất hiện bên cạnh vỉ nướng, có đuổi cũng không đi, nước miếng chảy ròng ròng. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng không giỏi nướng đồ, ngoài mấy loại gia vị thường dùng ra, hắn dùng mật ong, linh quả và vài loại linh dược khử mùi tanh chắt thành nước để quét lên thịt nướng. Thế là cả hồ nước thơm phương phức. Không có rau, nhưng trong không gian bình càn khôn của Dương Bách Xuyên có linh dược. Lá và củ của một số loại linh dược có thể ăn, lấy ra rửa sạch rồi nhúng lẩu thì không gì bằng. Khi đồ nướng gần chín, nước cốt lẩu cũng đã xong xuôi. Thịt nai yêu trắng, mỏng, dai, thích hợp nhúng lẩu. Sau khi nước sôi, Dương Bách Xuyên cho thêm một ít gia vị mình điều chế, cuối cùng bỏ vào nồi thứ quan trọng nhất, ớt. Sau khi cho thịt nai yêu vào nồi, Dương Bách Xuyên vừa nhìn kiệt tác của mình vừa ngửi mùi hương của thịt nướng và lẩu trong không khí. Hắn hít sâu một hơi, sống mũi cay cay, hương vị của gia đình. Dương Bách Xuyên đã đến Sơn Hải giới hơn một năm, sao lại không nhớ nhà kia chứ? Từ khi đến đây hắn chưa từng ăn một bữa cơm nhà, hôm nay coi như hầu hạ Diệp ma nữ. Cũng là tưởng nhớ gia đình. Nơi này điều kiện có hạn, hắn chỉ có thể làm đồ nướng và lẩu mà thôi. May mà ở đây không có luật bảo vệ động vật, nếu ăn một bữa như thế này ở trái đất thì sẽ phải đến đồn cảnh sát uống trà. Đúng lúc này, cây cối xung quanh xào xạc, trong linh thức Dương Bách Xuyên nhìn thấy mấy chục loài động vật bị mùi thơm nức mũi dụ đến. Yêu vương Tiểu Bạch ngồi trước vỉ nướng nổi giận. Phát ra tiếng hét dài đầy uy nghiêm nhằm đe dọa đám động vật xung quanh, gừ. Dù sao yêu vương Tiểu Bạch cũng là yêu cầm biến dị cấp 4 tương đương với Nguyên Anh, tiếng hét vang dội như tiếng sấm, ẩn chứa uy nghiêm của yêu thú cấp cao. Sau tiếng hét đó, đám động vật xung quanh lập tức chạy tứ tán. Bên hồ nước trở nên yên tĩnh. Còn tới nữa thì bản vương nướng các ngươi ăn luôn. Yêu vương Tiểu Bạch toát ra khí thế oai phong. Nói xong nó lại chảy nước miếng nhìn chằm chằm con dê rừng chảy mỡ vàng óng ánh, tỏa hương thơm phức trên vỉ nướng, đồng thời nịnh nọt Dương Bách Xuyên, chủ nhân có cần tiểu yêu đi bắt thêm về nướng không? Một con này không đủ nhét kẽ răng. Không cần, hai người chúng ta ăn chừng này là đủ rồi, có khi ăn không hết ấy chứ. Dương Bách Xuyên biết yêu vương Tiểu Bạch nịnh nọt như vậy là có ý gì, cố tình trêu nó. À thì, chủ nhân này... Tiểu yêu chưa từng nếm thử mùi vị của yêu thú nướng bao giờ, ngài có thể thưởng cho tiểu yêu một miếng nếm thử không? Nó nói xong, ánh mắt đong đầy mong đợi. Chẳng phải ngươi nói là đã ăn hai con rồi ư? Không có phần của ngươi đâu. Dương Bách Xuyên xếp bát đũa lên bàn, tiếp tục trêu Tiểu Bạch. Yêu vương Tiểu Bạch cuống lên, vội vàng nói, chủ nhân ơi, ta vẫn chưa no, ngài cho ta nếm thử đi mà. Ta không có công lao cũng có khổ lao. Hai con yêu thú này là ta bắt được. Đường đường là vua phong lôi điểu, vậy mà sắp rớt hết liêm sỉ vì đồ nướng của tên họ Dương nào đó. Bây giờ thịt nướng sắp chín rồi, Dương Bách Xuyên đột nhiên nói là nó không có phần, nó không thể nào chấp nhận được. Vì một miếng ăn, nó lập tức biến thành tên lải nhải. Dương Bách Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười, được rồi, đừng ồn ào nữa, lát nữa sẽ thưởng cho ngươi một cái chân. Đi gọi chủ mẫu nhà ngươi đến ăn cơm đi. Vèo. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, yêu vương Tiểu Bạch vèo một cái đã biến mất tại chỗ. Chủ mẫu, ăn cơm thôi. Vèo. Một giây sau, yêu vương Tiểu Bạch lại xuất hiện ở vị trí cũ, tầm mắt vẫn dán vặt vào vỉ nướng, mà nói đúng ra là con dê rừng đang nướng. Cho ngươi này. Dương Bách Xuyên ném một cái đùi cho yêu vương Tiểu Bạch. Đối phương ngậm vào miệng với tốc độ nhanh như chớp. Rốt cuộc cũng yên tĩnh. Lúc này, Diệp Vô Tâm hầm hừ đi ra, tay vẫn cầm máy tính bảng, bản cô nương tức chết mất,
cái trò chơi rởm gì đây, ta chơi 15 ván thì thua cả 15. Dương Bách Xuyên, lát nữa dạy ta chơi game nhé. Diệp Vô Tâm trực tiếp ra lệnh cho Dương Bách Xuyên. Hích, Diệp đại tiểu thư à, chỉ là trò chơi thôi mà, người tích cực làm chi? Ta mặc kệ, tóm lại là ngươi phải dạy ta. Được được được, ăn cơm trước đi, ăn xong ta sẽ dạy ngươi. Không, ăn, ồ, thơm thế, Diệp Vô Tâm vẫn luôn cắm đầu chơi game, bây giờ mới phát hiện hương thơm lấp đầy không khí. Nàng hít hà rồi nhìn thịt nướng vàng óng ánh và nồi lẩu sôi sùng sục. Vốn dĩ Diệp Vô Tâm định bảo không ăn, nàng đường đường là đại tiểu thư của Thương hội Thiên Diệp, nào có cái gì chưa từng ăn. Nhưng ngửi thấy hương thơm, nàng lập tức thèm ăn. Đến đây ăn đi, tiếc là thiếu bia, nếu không thì càng có bầu không khí. Bia á, là loại rượu gì, bản cô nương có linh tử. Diệp Vô Tâm vừa nói vừa vung tay, một vò linh tử xuất hiện trên bàn. Là một loại rượu ở quê ta. Thôi, uống linh tử của ngươi cũng được. Dương Bách Xuyên không giải thích thêm. Hắn lấy bát đũa cho Diệp Vô Tâm, tiện tay cắt cho nàng một đĩa thịt dê nướng. Hai người bắt đầu ăn. Ui, cay quá, nhưng mà ngon, một khi bắt đầu ăn, Diệp Vô Tâm không còn hình tượng thục nữ. Dương Bách Xuyên ăn rất chậm, hắn chỉ muốn bầu không khí bữa ăn, nhớ về quê nhà. Sau khi yêu vương Tiểu Bạch thưởng thức hương vị thịt nướng, nó không thể kìm chế được nữa, dứt khoát ngồi xổm bên cạnh Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm, trông đến là đáng thương, chỉ hận không thể cướp thịt nướng. Tên họ Dương nào đó mỉm cười cho Tiểu Bạch thêm một cái đùi, nhận về vô số lời nịnh hót. Hai người một thú vừa nghe nhạc trên laptop vừa nhúng lẩu, ăn thịt nướng, uống linh tử, tự do thoải mái biết bao. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có tiếng nói vang lên, khiến Dương Bách Xuyên, Diệp Vô Tâm và yêu vương Tiểu Bạch sởn tóc gáy. Ôi chao, thơm quá! Giọng nói này vang lên đột ngột, là giọng của một cô bé 8-9 tuổi. Hai người một thú sởn tóc gáy, quay đầu nhìn, quả nhiên là một cô bé mặc yếm đỏ, trên đầu tết hai bím tóc, đi chân trần tung tăng nhảy nhót cách chỗ bọn họ hơn 10 mét, cười khanh khách đi tới. Chuẩn bị xong đồ nướng và lẩu thì trời đã tối, Dương Bách Xuyên treo một bóng đèn trên lều. Nương theo ánh đèn có thể nhìn rõ cô bé 8-9 tuổi này trông đáng yêu như búp bê, trên mặt nở nụ cười hồn nhiên. Cô bé không sợ hãi, tung tăng đi tới chỗ bọn họ. Mắt dán chặt vào thịt nướng trên bàn, khóe miệng chảy nước miếng, trông rất ngây thơ. Trên người cô bé không có sóng linh khí, nhưng là ở chỗ cả Dương Bách Xuyên lẫn Diệp Vô Tâm, thậm chí cả yêu vương biến dị Tiểu Bạch mạnh mẽ cũng không phát hiện ra sự có mặt của cô bé. Nếu cô bé không lên tiếng, hai người một thú sẽ không phát hiện ra. Đối phương im hơi lặng tiếng xuất hiện ở khoảng cách hơn 10 mét mà bọn họ không cảm nhận được sóng linh khí. Hơn nữa thoạt nhìn chỉ là một cô nhóc. Nhưng, đây là trong núi sâu hoang sơ mà. Đêm hôm khuya khoắt tự dưng lòi ra một bé gái, dùng mông suy nghĩ cũng thấy bất thường. Yêu vương Tiểu Bạch lập tức chắn trước Dương Bách Xuyên, sau đó giận dữ gầm lên với cô bé kia, gừ. Tiếng gầm của nó không tầm thường, ẩn chứa sức mạnh yêu nguyên cường đại và tiếng sấm, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, thần hồn bất ổn. Có thể thấy sức mạnh yêu nguyên trong tiếng gầm của yêu vương Tiểu Bạch tạo thành làn sóng ập về phía bé gái. Trong tình huống bình thường, nếu làn sóng này lan đến thì cô bé chắc chắn sẽ bị hất bay. Nhưng cô bé lại không bình thường. Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm chỉ thấy trong tiếng gầm của yêu vương Tiểu Bạch, sóng yêu nguyên ập tới cô bé, nhưng cô bé vẫn bình yên vô sự. Sau đó, cô bé cười khanh khách nói, chim ngốc đừng quậy nữa, sang một bên chơi đi. Ta muốn ăn ngon. Cô bé vừa nói vừa tung tăng đi về phía trước, không bị ảnh hưởng chút nào. Khi cô bé nói với yêu vương Tiểu Bạch là chim ngốc đừng quậy nữa, bàn tay nhỏ nhắn vung về phía đối phương, tức thì yêu vương Tiểu Bạch bay ra ngoài như một chiếc lá. Bé gái vung tay đánh bay yêu vương Tiểu Bạch biến dị cấp 4 ra xa mấy chục mét, rơi vào bụi cỏ gào thét thảm thiết. Trên trán Dương Bách Xuyên túa mồ hôi lạnh. Sắc mặt Diệp Vô Tâm tái nhợt. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy một câu nói trong mắt đối phương, Tiểu quái vật này từ đâu ra vậy? Đúng là nghịch thiên. Cho dù cô bé ra tay với yêu vương Tiểu Bạch cũng không có sóng linh khí. Trong mắt Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm, cô bé đánh bay yêu vương biến dị tương đương nguyên anh như đuổi ruồi. Hai người cực sốc, cô
cũng cực kỳ sợ hãi, đứng ngây ra đó không dám nhúc nhích. Ra tay với một cô bé nghịch thiên như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, sau đó hai người nghe thấy bé gái hỏi bằng chất giọng trong trẻo ngọt ngào, đại ca ca, đại tỷ tỷ đừng sợ. Muội tên là Đường Đường, muội đến đây để ăn đồ. Thức ăn của hai người thơm quá, muội có thể ăn không? Khóe môi Dương Bách Xuyên dần giật, hắn có thể nói không chắc. Sau khi bình tĩnh lại, hắn vội vàng nói, được chứ, được chứ. Hắn vừa nói vừa chuẩn bị cho bé gái tự xưng là Đường Đường một bộ đồ ăn. Cảm ơn đại ca ca, cô bé rất lễ phép, cảm ơn Dương Bách Xuyên xong còn nở nụ cười ngọt ngào, sau đó ngồi xuống. Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm thở phào, xem ra đối phương không có ý xấu. Hóa ra một đứa tham ăn, Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng. Sau đó, hắn cẩn thận cắt một miếng thịt lớn thật to đặt vào đĩa của cô bé. Wow, thơm quá, muốn ăn ghê, bé gái hít hà miếng thịt, đồng thời cảm thán. Dương Bách Xuyên tan chảy trước dáng vẻ đáng yêu của cô bé, không kìm được nói, muốn ăn thì ăn đi, không đủ thì ta lại làm cho muội. Dương Bách Xuyên không dám sơ suất hay đắc tội với Đường Đường một cô nhóc tự dưng xuất hiện, tuy rất lễ phép nhưng sâu không lường được. Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu cô bé này là đứa trẻ tham ăn thì hắn sẽ dốc hết sức phục vụ thật chu đáo, tuyệt đối không thể đắc tội đối phương. Một cô nhóc đã đáng sợ như vậy, người nhà của bé thì sao? Nếu nói cô bé không có người thân, dù đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Tóm lại là hắn không dám đắc tội. Cô bé Đường Đường nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì mỉm cười ngọt ngào, cảm ơn đại ca ca, muội ngửi mùi thơm là được rồi. Hích, Dương Bách Xuyên trố mắt ngạc nhiên, muội ngửi mùi thơm á. Muội có thể yên tâm mà ăn, không có độc đâu. Dương Bách Xuyên nhìn cô bé và nói. Đại ca ca hiểu lầm rồi. Đường Đường rất muốn ăn, nhưng bây giờ không thể ăn, được ngửi mùi thơm là muội đã thỏa mãn lắm rồi. Khi nào huynh đến nhà Đường Đường chơi, nấu món ngon cho muội thì muội mới có thể ăn. Cô bé Đường Đường vẫn rất lễ phép. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe xong càng thêm mờ mịt, rất muốn ăn nhưng không thể ăn. Đây là logic kiểu gì thế? Thôi kệ, tùy cô bé đi. Dương Bách Xuyên lại nhúng thêm lẩu rồi đặt trước mặt Đường Đường. Cô bé vẫn ngửi mùi. Nhắm mắt lộ dáng vẻ say mê. Dương Bách Xuyên làm xong mọi việc, cũng nhìn ra cô bé thật sự chỉ đến đây để ngửi thức ăn chứ không có ý xấu, vì vậy hắn định nghe ngóng tình hình. Hắn mỉm cười hỏi, Đường Đường đúng không? Huynh gọi muội như vậy có được không? Đương nhiên là được, muội vốn tên Đường Đường mà. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, hai người tên là gì? Ta là Dương Bách Xuyên. Ta là Diệp Vô Tâm. Ba người hỏi đáp xong, lúc này mới coi như chính thức làm quen. Dương Bách Xuyên lơ đãng hỏi, Đường Đường à, nhà muội ở gần đây hả? Sao tối rồi muội còn chạy ra ngoài một mình, không sợ người nhà lo lắng ư? Bé gái vẫn say sưa ngửi mùi thịt nướng, nhà muội cách nơi này rất xa. Muội ra ngoài chơi, họ rất yên tâm về muội, hì hì. Dương Bách Xuyên vừa nghe là biết cô bé này có vẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng kỳ thực rất tinh ranh. Không nói ra thông tin gì hữu ích. Thế thì Dương Bách Xuyên cũng không tính hỏi thêm, chỉ cần cô bé ngửi xong rồi đi sớm là được, kẻo phụ huynh lại tìm mình gây rối. Hắn liếc nhìn Diệp Vô Tâm thì thấy nàng đang nhíu mày nhìn Đường Đường, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Rao! Một tiếng gầm trầm đục vang lên bên cạnh, yêu vương tiểu bạch ỉu xìu chậm gì gì đi tới cạnh Dương Bách Xuyên, cặp mắt yêu dị đỏ như máu chăm chú nhìn bé gái. Dáng vẻ giận mà không dám nói. Nó truyền âm tinh thần cho Dương Bách Xuyên, chủ nhân, con nhóc này quá mạnh, tiểu yêu không phải là đối thủ của nó. Nếu nó gây sự thì để ta cản lại, ngài và chủ mẫu tìm cơ hội chạy đi. Nghe yêu vương tiểu bạch nói vậy, Dương Bách Xuyên rất vui. Trong lúc nguy hiểm, tiểu bạch vẫn đi đến bên cạnh hắn, dặn hắn và Diệp Vô Tâm đi trước, còn nó ở lại ngăn cản. Bất kể nguyên nhân có phải là do yêu hồn bản mệnh bị khống chế hay không, Dương Bách Xuyên vẫn rất vui vẻ. Hắn đang định an ủi yêu vương tiểu bạch, bảo đối phương đừng lo lắng vì cô bé chắc hẳn không có ác ý. Nhưng cô nhóc Đường Đường đã nói trước, chim ngốc đừng lo, ta sẽ không làm gì đại ca ca và đại tỷ tỷ đâu. Còn nữa, ngươi đừng nổi ý xấu, nếu không ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi. Câu nói này chọc trúng tử huyệt của yêu vương tiểu bạch.
nó sợ rụt cổ, lập tức trốn sau lưng Dương Bách Xuyên. Yêu Vương Tiểu Bạch yêu bộ lông của mình còn hơn tính mạng. Nghe thấy bé gái dọa nhổ sạch lông, nó rén luôn. Tiểu Bạch vốn định sử dụng thiên phú độc giác, không ngờ lại bị cô bé vạch trần, thật sự là dọa nó sợ hết hồn. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ này của Yêu Vương Tiểu Bạch cũng rất bất lực. Lông là tử huyệt của tên này, xem ra hắn phải làm công tác tư tưởng cho Tiểu Bạch kẻo sau này nó bị người ta kìm kẹp thì bi kịch. Ha ha ha, đường đường thấy Yêu Vương Tiểu Bạch co rúm sau lưng Dương Bách Xuyên, lập tức cười khanh khách. Sau đó, cô bé đứng dậy nói với Dương Bách Xuyên, cảm ơn món ngon của đại ca ca, đường đường rất vui. Sau này huynh có thể đến nhà muội nấu món ngon cho muội không? Cô bé đứng dậy, có vẻ sắp phải đi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên đồng ý, hắn mỉm cười đáp, được chứ, sau này có cơ hội ta sẽ đến nhà muội nấu rất nhiều món ăn ngon cho muội. Rõ ràng đường đường là một vị đại thần có tu vi sâu không lường được, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng mình có thể bình an là tốt rồi, cô bé nói cái gì thì mình cứ đồng ý là được. Cô bé vui vẻ nói, đại ca ca hứa rồi nhé. Ta hứa, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Vậy đường đường đi đây. Ừ, muội mau về nhà đi, tên họ Dương nào đó ước gì cô bé mau rời đi. Một bé gái nghịch thiên như vậy ở bên cạnh khiến hắn cực kỳ áp lực. Đường đường xoay người rời đi, nhưng mới vừa quay lại dừng bước, ồ không đúng. Đại ca ca à, muội vẫn chưa nói cho huynh biết nhà muội ở đâu. À phải rồi, cho huynh cái này, đến lúc đó huynh có thể trực tiếp tìm muội. Cô bé vừa nói vừa duỗi một ngón tay ra, tức khắc có đốm sáng vàng lấp lánh xuất hiện, hướng về phía Dương Bách Xuyên. Một giây sau, đốm sáng vàng đó hóa thành một ký hiệu lấp lóe, bay thẳng đến giữa trán Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ trên ký hiệu ở ngón tay đường đường phát ra sức mạnh thần hồn cực mạnh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sóng năng lượng trên người cô bé. Sức mạnh thần hồn bay thẳng tới trán mình, Dương Bách Xuyên nổi giận. Đây không phải chuyện đùa, hắn cắn răng chuẩn bị kháng cự, tuyệt đối không cho phép sức mạnh thần hồn của người khác chui vào trán mình. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu, đừng phản kháng. Cái này không hại gì tới con, trái lại còn hữu ích. Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ nói vậy thì sửng sốt, lập tức từ bỏ chống cự không chút do dự. Ai cũng có thể hại hắn, nhưng sư phụ thì không bao giờ, hắn tin tưởng lão già. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhận thấy ký hiệu thần hồn của cô nhóc đường đường đã bay vào giữa trán mình. Hắn chỉ cảm thấy trán mát lạnh, không hề khó chịu. Lúc này hắn mới chắc chắn cô bé thật sự không có ác ý. Có lẽ đối phương cho mình ký hiệu thần hồn này là để tương lai mình tiện đi tìm cô bé. Sau đó, cô bé tươi cười nói với Dương Bách Xuyên, đại ca ca, muội đi đây, huynh nhất định phải tới Bổ Thiên Cung tìm đường đường nhé. Đường đường nói xong, thân hình cũng tan biến tại chỗ, hóa thành một đốm sáng nhỏ rồi biến mất không còn tăm hơi. Diệp Vô Tâm chấn động, thốt lên đầy kinh ngạc, Bổ Thiên Cung. Trời ơi, cô bé này là người của Bổ Thiên Cung. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lúc này Diệp Vô Tâm vô cùng kích động. Dương Bách Xuyên không hiểu ra sao. Đường đường nói Bổ Thiên Cung là nhà của cô bé, mà ba chữ Bổ Thiên Cung khiến Dương Bách Xuyên liên tưởng đến sự tích nữ oa vá trời, song đó chỉ là thần thoại lưu truyền ở trái đất mà thôi, không có gì đáng chú ý. Nhưng xem ra Diệp Vô Tâm biết gì đó. Hắn bèn hỏi, người biết Bổ Thiên Cung, người hiểu ra điều gì? Diệp Vô Tâm vẫn chưa bình tĩnh lại, cô nhóc đường đường là âm thần xuất khiếu dạo chơi chân trời, thảo nào nàng chỉ ngửi chứ không ăn. Âm thần xuất khiếu dạo chơi là gì? Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy cụm từ này. Diệp Vô Tâm nhìn vị trí cô nhóc đường đường biến mất, bần thần nói, lão tổ tông nhà ta từng nói sau cảnh giới Nguyên Anh là cảnh giới xuất khiếu. Khi đạt đến cảnh giới này, con đường tu luyện là thần hồn. Có thể tu luyện ra một âm thần và một dương thần. Âm thần xuất khiếu dạo chơi ban đêm, dương thần xuất khiếu dạo chơi ban ngày. Âm thần và dương thần thay phiên nhau tu luyện thần hồn đại thừa mới có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng cụ thể phải tu luyện thế nào thì ta không biết. Theo lý thì cao thủ xuất khiếu kỳ không thể là một cô bé, nhưng đường đường lại là cô bé 8-9 tuổi. Trước khi đi nàng nhắc tới Bổ Thiên Cung khiến ta nghĩ tới một lời đồn. Diệp Vô Tâm thong thả cất lời, vẻ mặt kỳ lạ, nhưng đã thành công khơi gợi lòng tò mò của Dương Bách Xuyên.
Hắn không nhịn được hỏi, lời đồn gì? Diệp Vô Tâm hỏi ngược lại, người có biết lai lịch của Bổ Thiên Cung không? Dương Bách Xuyên mới đến Sơn Hải giới bao lâu? Hắn chỉ biết địa hạt Đại Sơn có năm châu Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung mà thôi, thậm chí hắn chưa từng bước chân ra khỏi châu Nam Sơn, thế thì làm sao biết được? Hắn chưa có cơ hội tìm hiểu về Sơn Hải giới. Làm sao ta biết được, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này. Vừa hay ngươi có thể giảng cho ta, giúp ta mở mang kiến thức. Dương Bách Xuyên ngồi xuống, mỉm cười trả lời. Hắn chưa nói cho Diệp Vô Tâm biết chuyện mình đến từ trái đất, chỉ nói là quê hắn rất xa xôi hẻo lánh, mà Diệp Vô Tâm cũng không gặng hỏi. Đúng là đồ nhà quê. Diệp Vô Tâm khinh bỉ Dương Bách Xuyên, sau đó mới nói, Sơn Hải giới có ba thế lực siêu cấp chân chính. Bổ Thiên Cung là một trong số đó. Tương truyền có truyền thuyết đại năng thượng cổ nữ oa vá trời, Bổ Thiên Cung là truyền thừa ngài để lại. Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết, nhưng Bổ Thiên Cung thật sự tồn tại ở Sơn Hải giới. Lịch sử xa xôi không thể nghiên cứu, thần bí vô cùng. Bổ Thiên Cung nằm trong dãy núi Bổ Thiên thuộc châu Đông Sơn địa hạt Đại Sơn, nhưng không ai biết vị trí cụ thể. Thứ hai là thành Yêu Vương nằm trong địa hạt Đại Hoang, chính là địa bàn của yêu tộc. Trên cơ bản thì yêu tộc trên khắp Sơn Hải giới đều ở Đại Hoang. Thứ ba là Long Cung Thủy Tinh nằm trong một hòn đảo nào đó thuộc địa hạt Đại Hải, là thánh địa của tộc Hải Yêu. Gọi là Long Cung Thủy Tinh, nhưng thật ra chẳng biết có Long Cung hay không, mấy nghìn năm qua chưa có ai nhìn thấy Long tộc xuất hiện. Bổ Thiên Cung là thánh địa của nhân tộc chúng ta, một thế lực thần bí lánh đời. Nhưng cách 100 năm Bổ Thiên Cung sẽ tổ chức Đại hội Bổ Thiên một lần. Người có thể tới dự đều là cảnh giới Nguyên Anh. Ở Sơn Hải giới, cấp bậc tu vi cao nhất là Nguyên Anh, xuất khiếu kỳ chưa từng xuất hiện, nhưng nghe đồn cao thủ vượt qua Nguyên Anh đạt tới xuất khiếu nhất định sẽ ở Bổ Thiên Cung. Ngoài ra, 9 năm trước Bổ Thiên Cung huy động 10 cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ đi khắp thế giới tìm một bé gái, sau đó thật sự tìm được một người đưa về Bổ Thiên Cung. Từ đó về sau có tin đồn bé gái mà Bổ Thiên Cung tìm được chính là Trích Tiên chuyển thế. Vừa ra đời đã là trúc cơ, 3 tuổi kết thành kim đan, 6 tuổi đạt nguyên anh, 9 tuổi có thể xuất khiếu thần du. 9 năm trước, chuyện này gây chấn động toàn Sơn Hải giới. Thậm chí hai thế lực yêu tộc lớn nhất địa hạt Đại Hoang và địa hạt Đại Hải từng truy sát, nhưng Bổ Thiên Cung tập hợp cao thủ, cuối cùng đưa bé gái về Bổ Thiên Cung. Rõ ràng là cô nhóc đường đường nhìn thấy thịt nướng liền chảy nước miếng, nhưng chỉ ngửi chứ không ăn, hơn nữa còn bắn một ký hiệu vào giữa trán ngươi. Hình như ta từng nghe lão tổ tông miêu tả ký hiệu này, đó là ấn ký Bổ Thiên của Bổ Thiên Cung. Vì vậy ta đoán cô nhóc đường đường chính là Trích Tiên chuyển thế mà Bổ Thiên Cung huy động 10 đại cao thủ đưa về Bổ Thiên Cung. Nói vậy thì nàng chính là âm thần xuất khiếu dạo chơi, Bổ Thiên Cung cách châu Đông Sơn rất xa, một mình cô bé thần du đến tận đây giữa đêm khuya cũng là chuyện bình thường. Diệp Vô Tâm nói ra suy đoán của mình. Dương Bách Xuyên nghe xong. Nghĩ kỹ thì thấy cũng có khả năng. Chỉ cần xác định cô nhóc đường đường có phải là âm thần xuất khiếu dạo chơi hay không, hỏi sư phụ Vân Thiên Tà là biết ngay. Dương Bách Xuyên không hiểu biết về cảnh giới Nguyên Anh vì sư phụ chưa từng nói, mà chỉ giảng giải cho hắn việc tu luyện ở cảnh giới Nguyên Anh. Nếu hôm nay Diệp Vô Tâm không nói cảnh giới xuất khiếu trên Nguyên Anh còn có âm thần và dương thần xuất khiếu thần du, thì thật sự là hắn không biết gì cả. Dương Bách Xuyên thầm hỏi trong lòng, lão già ơi, Diệp Vô Tâm nói đúng không? Cô bé đường đường là cao thủ âm thần xuất khiếu kỳ xuất khiếu dạo chơi hay là Trích Tiên chuyển thế? Vân Thiên Tà trầm ngâm trả lời, con nhóc vừa nãy đúng là âm thần xuất khiếu kỳ xuất khiếu dạo chơi, ở Sơn Hải giới cũng miễn cưỡng được tính là cao thủ. Nhưng nàng không phải là Trích Tiên chuyển kiếp, mà hẳn là một vị tán tiên hùng mạnh đầu thai mới đúng. Tán tiên đầu thai, đây cũng là một từ mới. Đúng vậy, thật ra tục giới gọi tán tiên là thần tiên, cũng có cụm từ trích tiên chuyển thế. Nhưng trong tán tiên chỉ tán tu đầu thai chuyển kiếp. Con đường cầu đạo gian nan, thiên đạo tàn khốc, cách 1000 năm tán tu lại trải qua một thiên kiếp, lần sau mạnh hơn lần trước, tổng cộng 12 lần mới chân chính thoát khỏi thiên kiếp. Trên đời này nhiều tán tiên, nhưng mấy ai có thể vượt qua thiên kiếp hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, sau khi đạt tới tán tu cửu chuyển, độ thiên kiếp tán tu lần thứ 19 là một bước ngoặt, coi như thiên đạo cho một cơ hội sống sót. 9 là con số cực hạn, cũng là ranh giới sinh tử, độ thiên kiếp tán tiên thập chuyển cửu tử nhất sinh, thường sẽ thất bại.
nhưng nếu như vượt qua cửa ải cuối cùng thì có thể chuẩn bị trước, để lại thần hồn bản mệnh, từ bỏ tu vi tán tiên cửu chuyển, thần du thiên ngoại tìm người đang mang thai để chuyển thế. Như vậy thì có thể sống sót, nhưng phải trả giá đắt, chịu đựng thiên kiếp 9.000 năm, tu vi sánh ngang thần tiên và ký ức hồi còn sống đều tan thành mây khói. Nhưng bất cứ ai có thể đạt được cấp bậc tán tiên cửu chuyển đều có bí thuật thần thông, trước khi độ kiếp tán tiên thập chuyển, người đó sẽ chuẩn bị đầy đủ, chẳng may độ kiếp thất bại thì thần hồn sẽ đầu thai chuyển kiếp, để lại manh mối cho hậu bối trong sư môn từ trước. Đến khi độ kiếp thất bại, hậu bối hoặc là người thân bạn bè sẽ sử dụng bí thuật tìm người đó về sư môn. Nhưng tiếc là tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, tu luyện từng bước một lần nữa. Có điều tán tiên chuyển thế mất hết ký ức, song những truyền thừa, kinh nghiệm tu luyện vẫn có thể phong ấn trong thần hồn. Khi tu luyện lại từ đầu, tu vi tăng lên, các bí pháp thần thông này sẽ xuất hiện từng cái một. Đây cũng là lý do tại sao tán tiên đầu thai chuyển thế lại tu luyện rất nhanh. Con nhóc kia 3 tuổi trúc cơ, 6 tuổi nguyên anh, 9 tuổi âm thần xuất khiếu dạo chơi chính là ưu thế của tiên thiên chuyển kiếp. Thiên đạo hủy diệt mọi thứ của tán tu, nhưng cũng để lại một cơ duyên. Tương lai tu chân đại thừa, phi thăng thành tiên là có thể nhớ lại ký ức kiếp trước và kiếp này. Tuy nhiên, mặc dù tu luyện lại rất nhanh, nhưng thành tiên đâu dễ dàng như vậy. Do đó, khả năng cao là cô bé kia có liên quan tới Bổ Thiên Cung, sau này con có thể đến đó tìm hiểu, cũng tiện lên kế hoạch ở tu chân giới trong tương lai. Giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy thổn thức, ông là tán tu nên thấu hiểu những đắng cay khổ cực trên con đường của tán tiên. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng gật đầu thổn thức, lão già, nói vậy thì cô nhóc đường đường là đại năng cửu kiếp tán tiên đầu thai chuyển thế phải không? Đúng vậy, nếu không thì mới 9 tuổi sao có thể âm thần xuất khiếu thần du? Vân Thiên Tà đáp. Lão già ơi, người nói cho con âm thần, dương thần là gì đi? Dương Bách Xuyên rất hứng thú về cảnh giới xuất khiếu kỳ. Nhưng hắn lại bị sư phụ nổi giận mắng, thằng nhóc thúi. Hiện tại con mới là tu vi kim đan trung kỳ mà thôi, còn chưa tu thành nguyên anh nữa, vậy mà lại tơ tưởng đến âm thần, dương thần xuất khiếu kỳ. Sau này đừng hỏi nữa, biết nhiều chưa chắc đã tốt cho con. Chờ khi nào con tu luyện tới cấp bậc đó, vi sư sẽ nói cho con biết. Thế nhé, đừng làm phiền ta nữa. Con, Dương Bách Xuyên giận đến nỗi mặt mày xa sầm, nhưng cũng đành chịu. Lão già này nói trở mặt liền trở mặt, muốn mắng liền mắng luôn. Lúc này, Diệp Vô Tâm lên tiếng, người ngây ra đó làm gì? À, không có gì, ta đang nghĩ về cô nhóc đường đường. Tất nhiên Dương Bách Xuyên không thể nói là mình đang trò chuyện với sư phụ. Giọng Diệp Vô Tâm chua lè, con nhóc kia cho ngươi ấn ký Bổ Thiên Cung, khi nào ngươi đến núi Bổ Thiên tìm Bổ Thiên Cung phải mang theo ta đấy nhé. Bản cô nương cũng muốn đi xem thánh địa của nhân tộc Bổ Thiên Cung trong truyền thuyết. Không thành vấn đề. Nếu sau này có thể đi thì ta sẽ dẫn người theo, ha ha. Tên họ Dương nào đó thuận miệng đồng ý, dù sao hắn cũng chẳng biết mình có đi hay không. Bị sự xuất hiện của cô bé đường đường quấy nhiễu, Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm cũng không còn hứng thú ăn uống. Dù sao cũng thưởng thức hương vị rồi, Dương Bách Xuyên bèn thưởng hết chỗ đồ ăn còn lại cho Yêu Vương Tiểu Bạch. Yêu Vương Tiểu Bạch vốn khó chịu vì bị cô nhóc đường đường đánh. Bây giờ nghe Dương Bách Xuyên nói thưởng món ngon cho mình, nó lập tức hết khó chịu, reo lên một tiếng rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tên này cũng là đồ tham ăn, còn Diệp Vô Tâm thì lôi kéo Dương Bách Xuyên dậy mình chơi game, mà địa điểm là chiếc giường Simon trong lều. Diệp Vô Tâm cảm thấy ngồi trên giường êm rất thoải mái. Trước đó nàng chơi game trên giường, bây giờ kéo Dương Bách Xuyên lên giường cũng không nghĩ nhiều. Thế là hai người ngồi trên giường. Nhưng tên họ Dương nào đó thì hơi mất tự nhiên. Đêm dần khuya, mỹ nữ bên cạnh, lại còn là một tiên nữ nhất quyết yêu cầu hắn lên giường. Giao lưu chơi game, tên họ Dương nào đó chỉ có thể đồng ý. Tuy nhiên lúc hắn cười trộm trong lòng, chẳng có ai biết cả. Diệp đại tiểu thư ngang ngược bốc đồng chỉ nghĩ đến chơi, hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng xấu hổ ngượng ngùng kia, chỉ muốn bắt tên họ Dương nào đó dạy mình chơi game. Vì thế hai người cùng lên giường một cách tự nhiên. Đương nhiên chỉ lên giường chơi game mà thôi. Tức quá, sao lại thua chứ? Ngươi quên thêm máu. Đúng, thêm máu đi. Ở đây, giết ngược, thêm máu. Cướp tiền vàng.
chấm chấm chấm. Trai đơn gái chiếc ngồi trên giường lớn trong lều, vai kề vai, tay cầm tay dậy chơi game. Bất chi bất giác tay của tên họ Dương nào đó đã đặt lên tay của Diệp Vô Tâm, Diệp Vô Tâm dựa vào người hắn. Sau đó, từng ván game chém giết bắt đầu. Bên ngoài lều, yêu vương Tiểu Bạch biến thành tên tham ăn, xử lý sạch sẽ con dê nướng và nồi lẩu, ngay cả nước cốt và xương cũng không bỏ qua. Nháy mắt đã một đêm trôi qua. Sau khi trời sáng, tên họ Dương nào đó và Diệp Vô Tâm chơi game suốt đêm cho đến khi máy tính bảng hết pin, Diệp Vô Tâm mới dừng lại nhưng vẫn chưa đã thèm. Ôi ôi ôi, sao lại mất rồi? Hết pin, phải sạc điện. Người mau sạc điện đi, bản cô nương vẫn chưa chơi thỏa thích đâu. Vừa mới lên tay thì hết pin, chán thật đấy. Lần sau chơi tiếp, trời sáng rồi, chúng ta phải lên đường thôi. Ờ, đúng vậy, khi nào rảnh ngươi lại dạy ta nhé? Được. Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên Diệp Vô Tâm run lên, lúc này nàng như sực tỉnh khỏi giấc mộng, không ngờ mình lại ngồi trong lòng Dương Bách Xuyên. Sắc mặt đỏ bừng, Diệp Vô Tâm vô thức giãy ra. Nhưng nàng cử động lại khiến Dương Bách Xuyên chịu giày vò giữa lửa và băng. Chân hắn đã tê dại vì bị Diệp ma nữ ngồi lên cả đêm, bây giờ nàng vừa cử động, chỗ kia muốn nổ tung. Úi, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, khẽ lắc cái chân tê, tay thuận thế túm lấy phía trước. Tiếp đó, hắn chỉ cảm thấy thật mềm. Diệp Vô Tâm cắn răng rên khẽ, toàn thân run lên. Nàng cũng ngồi bất động cả đêm, kinh mạch tắc nghẽn. Lần này hai người ngã lên giường. Diệp Vô Tâm bị Dương Bách Xuyên đè lên người không thể nhúc nhích, mặt nóng bừng. Bị hôn rồi. Đầu óc nàng ong ong, lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng. Mình bị hắn, hôn ư, trong đầu Diệp Vô Tâm chỉ có một câu này. Vô Tâm tiên tử của Thương Hội Thiên Diệp chưa từng yêu đương, lúc này cơ thể nàng căng cứng, đầu óc quay cuồng, thân thể bất động. Tên họ Dương nào đó cũng chỉ vô tình thôi, thế nhưng... Không ngờ chó ngáp phải ruồi, hôn trúng mặt Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm ngồi lên đùi hắn cả đêm, nửa người dưới đã tê dại, chuyện này không thể trách hắn. Hắn chịu giày vò cả đêm, lúc này sức mạnh hồng hoang trong cơ thể bùng nổ, thuận thế hôn luôn. Bất kể nàng là tiên tử hay không phải tiên tử, có bản lĩnh ra sao, trong lòng tên họ Dương nào đó nghĩ rằng thích thì theo đuổi. Tu chân hành động theo bản tính, mà hai người có thiện cảm với nhau. Có cơ sở này, năng lượng đè nén suốt một đêm lập tức bùng nổ. Diệp Vô Tâm run rẩy. Sau khi bị tên nào đó đè lên người và hôn lên môi, nàng lập tức sụi lơ, kiệt sức. Ban đầu là chống cự theo bản năng, sau đó rơi vào cảnh giới kỳ diệu. Nhưng nào ai đoán được chữ ngờ, ngay lúc đại công sắp cáo thành, bên ngoài vang lên tiếng gọi. Chủ nhân ơi, lên đường thôi. Giọng nói của yêu vương Tiểu Bạch từ bên ngoài vọng vào. Diệp Vô Tâm vốn đang mơ màng, nghe thấy giọng nói của yêu vương Tiểu Bạch, nàng như có tật giật mình, chim sợ cành cong, lập tức bật dậy nhảy xuống giường. Dương Bách Xuyên nổi giận, hận không thể ra ngoài nhổ sạch lông của yêu vương Tiểu Bạch. Phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Diệp Vô Tâm sửa sang lại bản thân, đỏ mặt ấp úng nói, mau. Ra ngoài thôi. Dứt lời nàng liền chạy ra ngoài. Tên họ Dương nào đó khóc không ra nước mắt, hắn hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển công pháp, điều tức chân khí bùng nổ trong cơ thể rồi mới xuống giường, thu mọi thứ vào bình càn khôn, chuẩn bị xuất phát. Yêu vương Tiểu Bạch thấy Dương Bách Xuyên mặt nhăn mày nhó, bèn dè dặt hỏi, chủ nhân, bây giờ chúng ta xuất phát luôn sao? Xuất phát, tên họ Dương nào đó gắt lên. Dọa yêu vương Tiểu Bạch sợ rụt cổ. Nó muốn nịnh nọt nên mới nhắc nhở chủ nhân lên đường lúc hừng đông, bởi vì tối qua chủ nhân từng nói phải đi sớm. Là yêu thú của chủ nhân, yêu vương Tiểu Bạch cảm thấy đây là nghĩa vụ của mình, nhưng hình như kết quả lại là chọc giận chủ nhân. Nó cẩn thận suy nghĩ, hình như chủ mẫu đại nhân cũng hơi bất thường, cả hai người đều kỳ lạ. Yêu vương Tiểu Bạch thầm nhủ lúc này mình không nên nói chuyện, nó cảm thấy rõ hiện tại chủ nhân rất gắt gỏng. Chưa biết chừng mình sẽ bị đánh. Tên họ Dương nào đó nhìn ánh mắt vô tội của yêu vương Tiểu Bạch, vốn định đánh tên này một trận tơi bời, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn nhịn lại. Một con yêu cầm không thể hiểu được tình yêu của con người. Dương Bách Xuyên thở dài, nhảy lên lưng yêu vương Tiểu Bạch.
Lúc này hắn nhìn Diệp Vô Tâm rửa mặt bên hồ nước, nhớ lại chuyện vừa rồi, tâm trạng đã khá hơn nhiều. Trên bờ hồ, Diệp Vô Tâm lẩm bẩm, Dương Bách Xuyên khốn khiếp. Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ, lẽ nào đây là tình yêu? Diệp đại tiểu thư ơi, đi thôi. Lúc này tiếng gọi của Dương Bách Xuyên vọng tới, trái tim Diệp Vô Tâm run lên, sau đó nàng dậm chân nói thầm, đồ khốn khiếp hại đạo tâm của mình bất ổn. Nếu ngươi dám bắt nạt ta, bản cô nương sẽ không tha cho ngươi. Diệp Vô Tâm vừa lẩm bẩm vừa bay lên, sau đó đáp xuống lưng của Yêu Vương Tiểu Bạch. Gừ. Yêu Vương Tiểu Bạch thét dài, bay lên trời vọt thẳng vào mây xanh như một tia chớp xé trời, bay về phía trấn biên giới. Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đứng trên lưng Yêu Vương Tiểu Bạch, quần áo bay phần phật, nhìn từ xa tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Hai người đều không nói gì, nhưng vô hình chung có thể cảm nhận được hai con tim đã xích lại gần nhau. Tốc độ của Yêu Vương Tiểu Bạch không hề chậm hơn thuyền phi hành, thậm chí còn nhanh hơn một bậc. Nó giang cánh xuyên qua đám mây, ngao du chân trời, rất vững vàng ổn định, thể hiện xuất sắc thiên phú của phong lôi điểu. Thiên phú vốn là phong lôi, sức gió thể hiện tốc độ, sức mạnh lôi điện dùng để tấn công. Đặc biệt là yêu cầm biến dị như Tiểu Bạch có sức mạnh thiên phú mạnh hơn phong lôi điểu bình thường không biết bao nhiêu lần. Theo lời Diệp Vô Tâm thì trấn biên giới cách 4.000 dặm, đi nửa ngày là tới nơi. Sau khi tới trấn biên giới, Diệp Vô Tâm dùng bùa truyền tin báo cho đám tiểu trúc chờ ở ngoài thành, không cần vào thành. Dù sao cũng chỉ có 1.000 dặm là đến núi La Phù, bọn họ quyết định đến thẳng đó. Đương nhiên đây là quyết định của Dương Bách Xuyên, hắn lo lắng cho con trồn, đến đó sớm thì hắn mới tạm yên tâm. Với tính tình của Diệp Vô Tâm, vốn dĩ nàng không quan tâm tới đề nghị của Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi hắn nói ra, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đồng ý. Trấn biên giới chỉ là một trấn nhỏ, không cần thiết phải tiến vào. Không lâu sau, 6 hộ vệ nhóm Tiểu Trúc và luyện khí sư Diệp Ninh có mặt. Sau khi trông thấy Yêu Vương Tiểu Bạch bên cạnh Diệp Vô Tâm và Dương Bách Xuyên, mấy người đều lộ vẻ căng thẳng. Đừng căng thẳng, Yêu Vương biến dị đã thần phục Dương Bách Xuyên. Diệp Vô Tâm thuận miệng giải thích một câu. Nàng vừa dứt lời, mấy người đều nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Đây là kết quả bọn họ không ngờ tới. Và lại, bọn họ hơi khó chịu khi thấy tiểu thư nhà mình đứng chung với Dương Bách Xuyên. Gừ, Yêu Vương Tiểu Bạch khẽ gầm lên với mấy người tiểu trúc, tựa như đang khiêu khích. Dương Bách Xuyên vỗ đầu nó, yên tĩnh nào, đừng vênh váo. Chủ nhân, ta bị oan. Tiểu yêu cảm thấy mấy người kia nhìn chủ nhân với vẻ mặt thiếu thân thiện nên mới cảnh cáo bọn họ. Yêu Vương Tiểu Bạch ấm ức nói. Ta biết rồi, đánh ngươi để thể hiện uy nghiêm của chủ nhân là ta ấy mà. Ồ! Trong lúc hai chủ tớ nói chuyện, Diệp Vô Tâm hỏi Diệp Ninh, Ninh thúc thúc, vết thương của thúc sao rồi? Cảm ơn tiểu thư quan tâm, vết thương không còn đáng ngại. Diệp Ninh trả lời, đồng thời liếc nhìn Dương Bách Xuyên và Yêu Vương Tiểu Bạch bằng ánh mắt phức tạp. Mấy người trò chuyện vài câu, sau đó xuất phát đi núi La Phù, Diệp Ninh lấy thuyền phi hành ra. Hiện tại trấn biên giới vẫn có một số người thoát chết, còn là những người cùng xuất phát từ thành tán tu. Sau khi Yêu Vương Tiểu Bạch dẫn phong lôi điểu tập kích, 5-600 người chỉ có không tới 100 người còn sống, tất cả đều theo nhóm Diệp Ninh tới trấn biên giới. Bây giờ tiếp tục lên đường, Diệp Ninh bàn với Diệp Vô Tâm nên dẫn theo những người đó thì hơn, dù sao bọn họ cũng là người đến từ thành tán tu. Hiện giờ Dương Bách Xuyên đã thu phục Yêu Vương Tiểu Bạch, không tiện ngồi thuyền phi hành. Hắn sợ sự tồn tại của Yêu Vương Tiểu Bạch khiến mọi người tức giận, cho nên thương lượng với Diệp Vô Tâm là sẽ đi trước đến núi La Phù chờ bọn họ. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn bảo Diệp Vô Tâm đi cùng, nhưng nàng từ chối, lựa chọn ngồi thuyền phi hành. Tên họ Dương nào đó đành phải dầu dĩ cưỡi Yêu Vương Tiểu Bạch, một mình phi hành đi trước. Lúc hoàng hôn, Dương Bách Xuyên cưỡi Yêu Vương Tiểu Bạch đến núi Thông Thiên theo tấm bản đồ mà Diệp Vô Tâm đưa cho trước khi đi, đương nhiên sẽ không tìm nhầm chỗ. Đây là nơi tiếp giáp giữa châu Nam Sơn và châu Đông Sơn. Núi La Phù trăm năm mới mở ra một lần, xuất hiện từ hư không, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo thật. Núi Thông Thiên là ngọn núi cao nhất trong các dãy núi tiếp giáp giữa châu Nam Sơn và châu Đông Sơn, muốn vào núi La Phù phải lên đỉnh núi Thông Thiên trước.
Cửa vào núi La Phù ẩn trong hư không, nằm trên đỉnh núi Thông Thiên. Từ xa Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy phía chân trời toàn là người tu chân. Người thì ngự kiếm phi hành, kẻ thì cưỡi pháp khí, cũng có người cưỡi phi cầm giống hắn. Trên mặt đất cũng có người đi lại, tất cả mọi người đều đi lên đỉnh núi Thông Thiên. Nhất định là núi La Phù mở ra, những người này đến tìm kiếm cơ duyên. Dương Bách Xuyên đã hẹn với đám Diệp Vô Tâm là sẽ chờ trên đỉnh núi Thông Thiên, vì vậy hắn bay thẳng lên đỉnh núi, bảo yêu vương Tiểu Bạch đáp xuống một khu đất trống rồi chờ Diệp Vô Tâm đến. Thật ra đỉnh núi Thông Thiên vô cùng lớn, không gian cực kỳ rộng rãi, diện tích khoảng 4-5.000 mét vuông, người qua kẻ lại. Ở phía đông đỉnh núi xuất hiện một cánh cửa bảy màu, đường kính khoảng 8-9 trượng, trên bề mặt hiện ra vòng xoáy hình tròn đang xoay không ngừng. Thỉnh thoảng lại có người đi thẳng vào trong. Không cần hỏi cũng biết vòng xoáy này là cánh cửa tiến vào núi La Phù. Trên đỉnh núi ít nhất cũng phải có 1-2.000 người. Có người bày sạp bán rong, có người bán linh dược và những hòn đá kỳ lạ, có người bán pháp khí lấy tiền. Cực kỳ náo nhiệt, hình thành một phiên chợ tự phát. Tiếng giao đủ kiểu vang lên bên tai, bản đồ hoàn chỉnh xung quanh núi La Phù đây. Xem đi, chỉ cần 50 linh thạch. Bản đồ toàn cảnh bên trong núi La Phù đây, bán phá giá 1.000 linh thạch, hàng thật giá thật. Bản đồ trong tay, cơ duyên tới ngay, các vị đừng bỏ lỡ. Nào nào nào, đan chân khí cao cấp tam phẩm, nhanh chóng bổ sung chân khí. Chỉ còn một lọ cuối cùng, ai ra giá cao thì được. Tiếng giao hàng vang lên liên tiếp khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy như đi chợ, nhưng nghe rất thân thiết, bình dân. Vào cửa không có quy định gì. Cũng không có ai trông coi, như vậy càng tiện, có người còn cưỡi tỏa kỵ bay thẳng vào. La Phù mở cửa 9 tháng, thời gian khá thư thả. Không biết bên trong rộng cỡ nào, tình hình ra sao, Dương Bách Xuyên rất muốn vào xem. Có điều hắn đã hẹn đi cùng đám người Diệp Vô Tâm nên đành phải chờ đợi, dù sao bọn họ cũng sắp tới rồi. Diệp Ninh là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Tốc độ điều khiển thuyền phi hành rất nhanh, đoán chừng nửa canh giờ nữa sẽ đến. Dương Bách Xuyên nhàn rỗi, định đi mua một tấm bản đồ núi La Phù xem thử để dễ bề tìm hiểu tình hình bên trong. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa La Phù bỗng phát ra tiếng vang ầm ầm, một khí tức vô cùng mạnh mẽ từ bên trong truyền ra. Sau đó, Dương Bách Xuyên trông thấy một người béo tròn, đến nỗi mắt híp lại thành một đường chỉ. Hắn ta bay từ trong cánh cửa La Phù ra. Nhìn quanh bốn phía và hỏi, có đạo hữu cảnh giới Nguyên Anh nào muốn chung nhóm không? Từ khí tức Dương Bách Xuyên phát hiện ra tên béo này giống Diệp Ninh, hẳn là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thảo nào người ta tìm cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Theo lời Diệp Vô Tâm, nhìn bề nổi thì người tu chân cấp cao nhất Sơn Hải giới là Nguyên Anh, hơn nữa đạt thành Nguyên Anh không dễ. Mặc dù lúc này trên núi Thông Thiên có nhiều người, nhưng đa số là người tu chân cảnh giới Trúc Cơ và Kim Đan. Tìm một Nguyên Anh đâu dễ dàng như vậy. Hơn nữa chung nhóm tức là hợp tác với nhau cùng mạo hiểm, người xa lạ sao có thể đi. Và lại cao thủ cảnh giới Nguyên Anh rất cao ngạo, người ta đi một mình là được, sao phải chung nhóm. Chắc là không có ai trả lời nên tên béo nói tiếp, Kim Đan đại viên mãn cũng được. Ta là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, lấy một nửa thu hoạch được chứ. Hắn ta nói xong, rất nhiều người bật cười. Thì thầm bàn luận, tên này bị ngu à? Hắn đường đường là cao thủ Nguyên Anh mà lại tìm người tu vi cấp bậc Kim Đan. Cho dù tìm được báu vật ở núi La Phù, đến lúc phân chia, Kim Đan có thể thắng Nguyên Anh chắc. Đúng thế. Phải đó, có khi còn bị giết ấy chứ. Ai đi thì người đó là đồ ngu. Dương Bách Xuyên nghe thấy mấy lời bàn luận này cũng nghĩ như thế. Hắn cười nhạt, không định quan tâm, tiếp tục đi mua một tấm bản đồ. Sư phụ Vân Thiên Tà nói con đường tu chân có quy tắc cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm con. Náo uống nước mới đi, hắn vừa lẩm bẩm vừa đi tới trước một gian hàng, chuẩn bị mua bản đồ La Phù. Nhưng đúng lúc này, tên mập kia lại nói tiếp, ta biết manh mối của con trồn tầm bảo kia. Lần này ta vội vàng ra ngoài vì muốn tìm người hỗ trợ truy bắt trồn tầm bảo. Con súc sinh kia đã bị thương, trốn vào một nơi hiểm hóc. Ta chỉ cần tìm một người trợ giúp là có thể bắt được nó. Sau khi bắt được trồn tầm bảo, ta bằng lòng dùng chung. Thời gian không đợi người, có đạo hữu nào đi cùng ta không? Dương Bách Xuyên nghe đến đây,
toàn thân đều run lên, ngẩng phát đầu nhìn tên béo. Lúc này lại có người xì xào, lừa quỷ à. Thời gian trước có ít nhất 3-40 cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đi lùng bắt trồn tầm bảo, làm gì đến lượt hắn phát hiện. Không sai, ta thấy tên này là kẻ lừa đảo, muốn dụ dỗ người khác vào núi La Phù rồi đoạt bảo hoặc là tu luyện tà công. Ta nghe nói trong núi La Phù có đám ma đạo chuyên dùng đủ loại thủ đoạn để lừa người khác tu luyện tà công. Trồn tầm bảo đúng là một cái cớ đầy hấp dẫn, tên này tính toán hay thật. Ta thấy chắc chắn là có âm mưu, mọi người đừng bị lừa, ai đi theo chính là đồ ngu. Mọi người xì xào bàn tán, coi tên béo là kẻ lừa đảo, tuyên bố sẽ không mắc lừa. Mà tên mập kia thì lộ vẻ sốt ruột, dường như hắn ta thật sự biết manh mối của trồn tầm bảo, nếu tới trễ thì trồn tầm bảo sẽ trốn đi hoặc bị người khác bắt mất. Hắn ta không tức giận vì lời bàn tán của mọi người, chỉ thở dài một tiếng rồi xoay người đi vào cửa, coi bộ hắn ta phải đi một mình. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nôn nóng, dù tên béo nói thật hay nói dối, hễ là tin tức của con trồn đều khiến hắn rối bời. Hắn không chờ đám Diệp Vô Tâm nữa, ra lệnh cho yêu vương Tiểu Bạch lập tức đuổi theo tên béo Nguyên Anh sơ kỳ kia. Hắn không muốn bỏ qua bất cứ một manh mối nào về con trồn, lỡ như là thật thì sao? Nếu là thật thì căn cứ vào lời nói của tên mập, con trồn đã bị thương. Điều này càng khiến Dương Bách Xuyên thêm lo lắng. Vì vậy tên ngốc Dương Bách Xuyên nhất định phải đi một chuyến. Hắn thầm cười khổ trong lòng. Hồi nãy hắn còn nói não ai uống nước mới tin tưởng tên béo, bây giờ xem ra não hắn uống nước rồi. Dù mang tiếng là đồ ngu hay là não uống nước, hắn cũng phải đi tìm con trồn, lựa chọn tin tưởng tên béo nói thật. Hắn muốn đuổi theo, hỏi một chút là biết ngay. Dương Bách Xuyên cũng đã nghĩ đến những phương diện khác, cho dù tên béo này lừa gạt. Mưu đồ giết người đoạt bảo hoặc lừa người tu luyện tà công như đám người kia bàn luận, hắn cũng không sợ. Bởi vì bên cạnh hắn còn có yêu vương Tiểu Bạch, xét về thực lực thì nó cũng là Nguyên Anh sơ kỳ, không thua kém người tu chân cùng cảnh giới. Đây là nguyên nhân hắn dám mạo hiểm. Đương nhiên đi cùng tên béo cũng được thôi, trên đời này có đầy dẫy biến số, chính bản thân Dương Bách Xuyên cũng không chắc chắn con trồn tầm bảo xuất hiện ở núi La Phù có phải là con trồn hương hương nhà mình hay không, nhớ đâu Sơn Hải giới còn có con trồn thứ hai thì sao? Dương Bách Xuyên ôm tâm trạng bồn chồn xông vào cảnh cửa núi La Phù cùng yêu vương Tiểu Bạch. Một giây sau, hắn xuất hiện ở một thế giới khác. Trước tầm mắt là một khe núi sâu, hoang vu không có cây cối, cũng không có mặt trăng mặt trời, không gian tối tăm. Dường như nơi này không phân biệt ngày đêm. Có thể khẳng định nơi đây quả thật là một thế giới khác. Tên béo kia đã bay xa vài trăm thước, Dương Bách Xuyên chẳng màng hoàn cảnh xung quanh, vội vàng hô to, vị đạo hữu phía trước xin dừng bước. Hắn vừa nói vừa dục yêu vương Tiểu Bạch bay đến, tên béo kia cũng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Dương Bách Xuyên. Đạo hữu tìm ta là muốn chung nhóm với ta sao? Tên béo vui mừng hỏi. Hắn ta híp mắt quan sát yêu vương Tiểu Bạch, không ngờ nó lại là yêu cầm cấp 4 tương đương Nguyên Anh, tức thì mừng như nhặt được vàng. Đúng vậy, mặc dù tu vi của ta hơi thấp, nhưng yêu cầm của ta có thực lực tương đương Nguyên Anh sơ kỳ. Không biết đạo hữu thấy sao? Dương Bách Xuyên nhìn tên béo và hỏi. Phù hợp, ta cầu còn không được. Đạo hữu à, người tinh mắt đấy, chung nhóm với ta thì ngươi kiếm bộn luôn. Yên tâm đi. Ta ăn thịt tuyệt đối không bắt người uống canh, chúng ta hợp tác nhất định có thể bắt được con trồn tầm bảo kia, đến lúc đó có thể phát tài rồi, ha ha ha. Tên béo nói đến chữ cuối cùng, không nhịn được cất tiếng cười to, mắt híp thành đường chỉ, Dương Bách Xuyên muốn quan sát ánh mắt hắn cũng không được. Tạm gác lại vấn đề phát tài hay không phát tài, hợp tác hay không hợp tác. Ta chỉ hỏi một câu, người đã gặp con trồn tầm bảo kia chưa? Hỏi xong Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm tên béo. Chờ đợi đáp án. Tên béo trợn mắt nói, đương nhiên là ta gặp rồi, tận mắt nhìn thấy luôn. Những gì ta nói ở ngoài cửa đều là thật, tuyệt đối không nói dối. Con trồn kia bị mấy cao thủ Nguyên Anh trung kỳ đánh trọng thương, nhưng vẫn trốn thoát. Nếu không phải ta có bí pháp truy tìm linh thú thì thật sự không tìm được. Hiện tại con trồn kia trốn ở một nơi hiểm yếu bên trong La Phù, chỉ có ta biết chỗ đó. Huynh đệ à! Người đi cùng ta coi như đi theo đúng người rồi đó, chúng ta bắt được con trồn kia sẽ phát tài. Tên béo nói đến cuối câu, hai mắt lấp lánh như ánh sao, dáng vẻ mê tiền.
Dương Bách Xuyên không thể phân biệt được hắn ta nói thật hay nói dối. Nhưng hắn có thể hỏi ngoại hình của con trồn, hắn có thể nhận ra ngoại hình của nó. Người tu chân cấp bậc Nguyên Anh có thần hồn mạnh mẽ, chiếu hình ảnh chỉ là chuyện nhỏ, nếu tên béo từng nhìn thấy con trồn thì có thể dùng sức mạnh thần hồn để chiếu ra hình ảnh. Hắn bình tĩnh hỏi tên béo, đạo hữu có thể dùng thần hồn chiếu hình ảnh của trồn tầm bảo cho ta xem không? Tên béo sửng sốt, ngươi vẫn không tin ta à? Được được được, cho ngươi xem vậy, kẻo ngươi lại cho rằng ta lừa ngươi. Dứt lời tên béo vung tay lên, toàn thân lập tức phát ra ánh sáng, sau đó hắn ta tạo ra một tấm gương hình tròn, hình ảnh trở nên rõ nét. Khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy hình chiếu, ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn đã khẳng định đây đúng là con trồn hương hương nhà mình. Trong hình chiếu, khắp người con trồn đầy vết máu, lông bết lại. Nó chạy thục mạng trong rừng, phía sau có mấy bóng người đang đuổi theo, thỉnh thoảng lại tấn công nó. Ngẫu nhiên đòn tấn công của bọn họ sẽ đánh trúng con trồn làm nó mắng ầm lên, nhưng vẫn chạy trốn. Hình ảnh đến đây thì biến mất, hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ ngầu, hai tay siết chặt, trái tim như thắt lại. Hắn nhớ kỹ mấy gương mặt trong hình chiếu, toàn thân tỏa sát khí ngùn ngụt. Trong lòng Dương Bách Xuyên, địa vị của con trồn hương hương không thể thay thế. Nó đi theo Dương Bách Xuyên từ lúc hắn tu chân luyện khí, mang đến cho hắn niềm vui tiếng cười, cũng từng cứu mạng hắn. Dáng vẻ đáng yêu của nó khiến em gái Dương San San và tất cả mọi người yêu thích. Dương Bách Xuyên không coi nó là thú cưng, mà là một thành viên trong gia đình. Dù là trên tế đàn đài sen ở bí địa Trường Bạch, con trồn vẫn xả thân cứu hắn. Còn hắn thì sao? Đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm thấy nó, hiện tại lại trơ mắt nhìn nó bị người ta đuổi giết. Lúc này, đáy lòng Dương Bách Xuyên đang rỉ máu. Nếu có thể, dù phải liều mạng hắn cũng muốn giết sạch đám người đuổi giết con trồn. Hắn không kìm được run rẩy cả người. Tên béo lên tiếng, ngươi nhìn đi, ta không lừa ngươi đúng không? Đây là hình ảnh ta tận mắt nhìn thấy, lần này ngươi tin ta chưa? Tin rồi, Dương Bách Xuyên khàn giọng trả lời. Hắn biết hình chiếu thần hồn được chuyển đổi từ hình ảnh trong trí nhớ, không thể giả được, vì vậy tên béo không nói dối. Tin thì tốt, huynh đệ à, sắc mặt ngươi nhợt nhạt thế, ngươi bị làm sao vậy? Tự dưng tên béo phát hiện sắc mặt Dương Bách Xuyên cực kỳ tệ, bèn lên tiếng hỏi. Ta không sao, chắc là lần đầu tiên vào núi La Phù nên không quen. À phải rồi, con trồn kia đang ở đâu? Những người đuổi giết nó là ai? Dương Bách Xuyên nói lảng sang chuyện khác. Khi đến nơi ta mới nói cho ngươi vị trí của con trồn. Còn chuyện đuổi giết, à không, hẳn là đuổi bắt mới đúng, nếu giết thì mất tác dụng. Những người đó đuổi bắt trồn tầm bảo vì muốn khống chế nó đi tìm bảo vật, đây mới là mục đích. Chết rồi thì đâu còn giá trị đúng không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con trồn kia rất mạnh. Nghe đồn dạo trước nó đã tiến hóa sau khi ăn một cây linh dược vạn năm, mấy ngày nay chạy vào trong núi La Phù lại càng như cá gặp nước. Núi La Phù là đạo tràng của đại năng thượng cổ, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, đối với con trồn thì chẳng khác gì đi vào vườn sau nhà mình. Nghe nói mấy ngày nay con trồn lại tiến hóa, chắc chắn là nó đã tìm được và sử dụng linh vật trời đất ở núi La Phù, cũng chính vì thế nó mới có thể trốn thoát khỏi tay rất nhiều cao thủ Nguyên Anh hết lần này đến lần khác. Nếu không phải như vậy thì nó đã bị bắt từ lâu rồi. Mấy người trong hình chiếu mà ta cho ngươi xem đều là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ, có mấy người còn xuất thân từ tông môn lớn, kẻ dẫn đầu là trưởng lão của Âm Dương Tông. May mà hiện tại cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ vẫn chưa xuất hiện. Không thì con trồn kia đã bị bắt từ lâu rồi, làm gì đến lượt chúng ta kiếm hời đúng không? Tên béo nói liến thoáng một tràng, Dương Bách Xuyên nghe mà hồi hộp, vừa vui vừa lo cho con trồn. Vui vì con trồn đã tiến hóa trưởng thành, lo vì con trồn bị thương. Lúc này, tên béo lại nói tiếp, huynh đệ à, ta nói cả nửa ngày rồi, ngươi có đồng ý chung nhóm với ta không? Đồng ý, sao Dương Bách Xuyên lại không đồng ý chứ? Bây giờ hắn chỉ muốn đi cùng tên béo tìm được con trồn càng sớm càng tốt. Được, từ giờ trở đi chúng ta là huynh đệ. Ta là Tử Vĩ, ngươi tên gì? Tên béo tự xưng là Tử Vĩ rất nhiệt tình, không hề khách sáo. Trong lúc nói chuyện hắn ta còn định khoác cánh tay lên vai Dương Bách Xuyên, nhưng bị Dương Bách Xuyên né tránh. Ta là Dương Bách Xuyên. Tử Vĩ cũng không lúng túng, buông tay nói, thì ra là Dương huynh đệ,
sau này từ Ca Châu Trung Sơn sẽ bảo vệ ngươi. Giọng điệu rất hùng hồn. Nếu là bình thường, Dương Bách Xuyên còn có hứng thú dò hỏi lai lịch của Tử Vĩ, nhưng bây giờ mọi tâm tư của hắn đều đổ dồn vào sự an nguy của con trồn Hương Hương, làm gì còn tâm trạng dò hỏi. Hắn xã giao với Tử Vĩ vài câu, sau đó cất lời, à thì. Tử huynh này, bây giờ chúng ta xuất phát phải không? Chẳng may đến muộn bị người ta đến trước nẫng mất thì tiếc lắm. Đúng đúng đúng, huynh đệ nói rất đúng, chúng ta đi ngay thôi. Tử Vĩ như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Dương Bách Xuyên nhảy lên lưng Yêu Vương Tiểu Bạch rồi nói với Tử Vĩ, Tử huynh dẫn đường đi. Tử Vĩ nhìn tòa kỵ Tiểu Bạch của Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt ước ao, sau đó nhún người bay lên. Hắn ta là cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ, tuy không bay nhanh bằng Yêu Vương Tiểu Bạch nhưng cũng không chậm. Hắn ta vừa bay vừa nói với Dương Bách Xuyên, Dương huynh đệ, chúng ta đang ở rìa núi La Phù, còn có thể phi hành trên không. Nhưng sau khi tiến vào khu vực bên trong núi La Phù thì phải cẩn thận, không trung cách mặt đất 30 mét toàn là chướng khí ăn mòn chân khí, ngay cả cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám tùy tiện chạm vào khí độc. Hai người vừa phi hành vừa trò chuyện, Tử Vĩ nói cho Dương Bách Xuyên một số tình huống trong núi La Phù. Theo lời Tử Vĩ, toàn bộ núi La Phù rất lớn, thật ra nó không phải một ngọn núi mà là một dãy núi kéo dài vạn dặm theo hướng Bắc Nam. Phía Nam dài 5.000 dặm thuộc khu vực bên ngoài, phía Bắc dài 5.000 dặm thuộc khu vực bên trong, chiều rộng không đồng đều, có chỗ rộng hơn 1.000 dặm, có chỗ chỉ vài trăm thước. Cả núi La Phù là một dãy núi lớn được tạo thành từ vô số ngọn núi nối liền. Bên trong đầy rẫy nguy hiểm, chỉ tính những nguy hiểm Tử Vĩ biết cũng không dưới mấy chục loại, phần lớn mấy chục loại này nằm ở khu vực bên ngoài, còn khu vực bên trong thì nơi nào cũng có nguy hiểm. Tuy nói tu vi dưới cảnh giới Nguyên Anh rất khó sống sót trong khu vực bên trong, nhưng Dương Bách Xuyên có yêu cầm cấp 4, hơn nữa hắn có thể tự bảo vệ bản thân. Thường thì người đi vào khu vực bên trong mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên đều có tu vi cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ có một số đệ tử cảnh giới Kim Đan của gia tộc lớn tiến vào khu vực bên trong để rèn luyện dưới sự bảo vệ của trưởng bối. Bên trong núi La Phù có vô số thiên tài địa bảo, đầy rẫy nguy hiểm cùng cơ duyên lớn, là một nơi rèn luyện tuyệt vời. Ở trong này 9 tháng, cho dù không lấy được thiên tài địa bảo gì, chỉ cần tu luyện hàng ngày thì tu vi cũng tiến triển. Đường đi gian nan, nhưng Tử Vĩ nói không có vấn đề gì, con đường hắn đi khá an toàn. Trong núi La Phù không phân biệt ngày đêm, chân trời mờ mịt, cho dù phi hành cũng chỉ có thể đi men theo thế núi. Sau khi bay 5.000 dặm, mất khoảng 10 tiếng, Tử Vĩ mới nghiêm túc nói, Dương huynh đệ nhìn kìa, mây mù bên kia là khí độc đấy. Chúng ta phải bay sát mặt đất, đừng vượt quá 30 mét, nếu không sẽ bị khí độc xâm nhập. Vâng, Dương Bách Xuyên gật đầu đáp lời, ra hiệu cho Yêu Vương Tiểu Bạch hạ thấp xuống. Thật ra hắn đã nhìn thấy sương mù trong tầm mắt nên bay rất thấp. Khí độc nhìn giống mây mù, nếu Tử Vĩ không nói thì hắn không nghĩ đó là khí độc. Vị trí hiện tại là giao giới giữa bên trong và bên ngoài núi La Phù. Theo lời Tử Vĩ thì con trồn ở cách chỗ này không xa. Sau khi bị thương, con trồn trốn trong một núi đá kỳ lạ, là một khe nứt. Tử Vĩ nói hắn biết một số thuật truy tìm yêu thú nên mới tìm thấy nơi ẩn nấp của con trồn, nhưng điều khiến hắn nhức đầu là trên ngọn núi con trồn ẩn nấp có một cặp đại bàng khổng lồ hung dữ, cực kỳ khó đối phó, vì vậy một mình hắn ta không làm được gì, nhưng cũng không muốn đi tìm nhóm người đuổi bắt con trồn. Những người kia thuộc thế lực tông môn lớn, nếu tìm bọn họ thì cuối cùng hắn ta chẳng được uống một ngụm canh, cho nên hắn ta mới ra ngoài tìm người hỗ trợ. Đương nhiên Dương Bách Xuyên vẫn nửa tin nửa ngờ. Tất cả phải đợi hắn nhìn thấy con trồn rồi nói sau. Hai người bay cách mặt đất 10 thước, xuyên qua giữa những cây cổ thụ chọc trời, vượt qua đỉnh núi, lướt qua sông nhỏ. Khoảng 3 tiếng sau, Tử Vĩ nói, chúng ta xuống dưới thôi, chính là phía trước. Đừng để cặp đại bàng hung dữ kia phát hiện ra. Hắn ta nói xong liền đáp xuống đất trước. Dương Bách Xuyên theo sát phía sau. Nơi này là một khe đá, đá lởm chởm khắp nơi. Có tảng đá to bằng căn phòng, cũng có tảng đá nhỏ như cối xay. Dương Bách Xuyên theo sau Tử Vĩ, lúc thì xuyên qua hang đá, lúc thì băng qua tảng đá to. Rẽ đông rẽ tây hơn 10 phút, Tử Vĩ mới dừng lại và chỉ vào một ngọn đồi đá đen xì, nhìn thấy không, dưới lòng đất chỗ ngọn đồi kia là một khe nhỏ, ta tìm thấy khí tức của con trồn tầm bảo kia trong khe.
nhưng bực nhất là trên đỉnh đồi có một cặp đại bàng giữ. Hễ tới gần ngọn đồi trong vòng 10 thước sẽ bị đại bàng điên cuồng tấn công. Hai con súc sinh này có thực lực tương đương nguyên anh sơ kỳ, vô cùng khó đối phó. Muốn bắt được chồn tầm bảo thì phải giết đôi đại bàng giữ này trước mới được. Dương huynh đệ, lát nữa người đi dụ yêu cầm, hai chúng ta tập kích bất ngờ nhất định có thể giết một trong hai con đại bàng, đến lúc đó chỉ còn lại một con thì dễ giải quyết. Được, Dương Bách Xuyên lơ đãng đáp một tiếng, toàn bộ sự chú ý của hắn đã tập trung vào cái khe có đường kính nửa thước dưới chân ngọn đồi cao chừng 20 mét kia. Giữa hắn và con chồn có khế ước huyết mạch, sau khi đến đây hắn đã sử dụng bí pháp để cảm nhận, quả nhiên cảm nhận được hơi thở của con chồn. Điều này chứng tỏ Từ Vĩ không lừa hắn, con chồn thật sự ở trong cái khe đó. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên lo lắng là hơi thở của con chồn vô cùng yếu, chứng tỏ nó bị thương rất nặng. Hiện giờ hắn chỉ hận không thể lập tức xông vào trong khe tìm con chồn, chậm thêm một phút cũng thấy dài vò. Sau khi đáp lời Từ Vĩ, Dương Bách Xuyên không nhìn được nữa, lập tức ra lệnh cho yêu vương Tiểu Bạch xông lên. Chúng ta có thể, kìa. Sao ngươi còn vội hơn cả ta thế? Từ Vĩ còn chưa nói xong, Dương Bách Xuyên đã giục yêu vương Tiểu Bạch bay lên ngọn đồi. Gừ. Yêu vương Tiểu Bạch phát ra một tiếng hét dài. Két. Két. Sau đó, trên đỉnh đồi vang lên hai tiếng kêu to. Tiếp theo, hai con đại vàng đen to ngang ngửa yêu vương Tiểu Bạch bay vọt lên, đánh nhau với yêu vương Tiểu Bạch. Gừ. Yêu vương Tiểu Bạch giận dữ gào lên. Cái sừng duy nhất trên đỉnh đầu lóe lên tia chớp, ra đòn tấn công. Yêu vương Tiểu Bạch không sợ hai con đại bàng chút nào, dù sao nó cũng là phong lôi điểu biến dị, xét về thực lực thì nó không sợ yêu cầm cùng cấp bậc. Lúc này Từ Vĩ cũng bay lên, trong tay lóe sáng, một cây búa lớn xuất hiện. Hắn ta nói với Dương Bách Xuyên, huynh đệ, không ngờ con yêu cầm kia của ngươi lại là loài biến dị, thật là hung dữ. Lát nữa ngươi đừng xông lên kẻo bị liên lụy. Một mình ta cũng đủ rồi. Ngươi chờ ra tay cú chốt đi, ha ha. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên cũng không định xông lên, hắn định chờ yêu vương Tiểu Bạch và tên béo Từ Vĩ dẫn dụ hai con đại bàng đi, sau đó xuống khe đi tìm con chồn. Nhưng nghe Từ Vĩ nói vậy, hắn có thêm thiện cảm với tên béo này, rốt cuộc thì đối phương không bắt hắn xông lên chịu chết. Sau khi Từ Vĩ xông ra ngoài, Dương Bách Xuyên cũng di chuyển. Hắn không có tâm trạng xem yêu vương Tiểu Bạch và Từ Vĩ đấu với hai con đại bàng, mà đi thẳng đến khe nước dưới chân đồi. Hiện tại ở trong lòng hắn, con chồn là quan trọng nhất. Nhưng biến cố cũng xảy ra vào lúc này. Khi Dương Bách Xuyên sắp tới khe nước dưới chân đồi, đột nhiên hắn cảm thấy kinh hoàng, trong đầu cũng vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, mau lùi lại. Dương Bách Xuyên lập tức lùi về sau không chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, khi hắn lùi về sau, một luồng khí mạnh mẽ ập đến trước mặt hắn nhanh như tia chớp. Dương Bách Xuyên giật mình, thầm niệm trong đầu, vội vàng triệu hoán giáp nhật nguyệt càn khôn ra. Lồng ngực như bị búa nện, Dương Bách Xuyên cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, hộc máu tại chỗ. Phụt! Hắn bay ra ngoài hơn 10 mét, va mạnh vào một tảng đá to. Bộp! Rắc! Tảng đá to cao hơn người phát ra tiếng nứt, bị Dương Bách Xuyên đụng vỡ. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, một kim đan nhỏ bé mà không biết sống chết, mơ tưởng đến chồn tầm bảo, hừ. Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn thân sắp nổ tung, hắn nằm bẹp trên đất không dậy nổi, trong tầm mắt chỉ thấy một lão già mặt mày u ám, mặc trường bào màu xanh lạnh lùng nhìn hắn, sau đó xoay người, vung tay về phía khe nứt dưới chân đồi. Sau tiếng nổ mạnh, một tảng đá to trên khe nứt vỡ tan tành. Một giây sau, lão già kia chui vào khe nứt không còn tăm hơi. Cao thủ trên nguyên anh sơ kỳ. Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên. Đối phương vô liêm sỉ đánh lén, lại còn có tu vi cao siêu, hắn hoàn toàn không kịp tránh, chúng đòn bị thương. Không có sức đánh trả. Lúc này Dương Bách Xuyên bực mình muốn hộc máu. Hắn trơ mắt nhìn lão già kia đi vào khe nứt, hai mắt đỏ như máu, thừa biết là đối phương đi vào bắt con chồn. Dương Bách Xuyên sốt ruột, cắn mạnh đầu lưỡi để lên tinh thần. Hắn lấy một giọt nước sinh mệnh trong bình càn khôn ra uống, nhờ vậy vết thương khôi phục rất nhanh.
hắn cũng phải đi vào khe nứt, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con chồn bị bắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.